Vậy hả? Tìm Trung có chuyện gì không? Chị ngồi lên đi rồi nói chuyện. Sao vậy? Đây là phòng Dung mà. Làm cũng kỳ thiệt nha. Vào phòng riêng của người ta mà lại cố tình kêu người ta ngồi dậy là sao? Hôm nay có phải chị là người đưa cho ông nội xem mấy bức tranh bị hư không? Chuyện gì chứ? Chuyện xấu thì sao mà giấu được? Tôi có đem hay không á thì ông cũng biết thôi. Chị đừng có giả bộ nữa. Chị nói coi, chị đã nói gì với ông nội? Không lẽ Lâm vào đây á, chị hỏi dùng mấy chuyện vớ vẩn này thôi hả? Tại sao chị lại đặt chuyện nói xấu tôi với ông nội? Tôi có làm gì sai trái với chị á? Chị cứ nói. Có thể tôi đã làm cho chị buồn, nhưng còn Út May, Út May có lỗi gì với chị hay sao vậy mà chị lại nói không thành có, làm tổn thương danh dự của người khác? Thật tình đó là Dung không có nói gì với ngoại hết á. Dung chỉ khoe với ngoại là Lâm có bạn gái thôi. Chị nói vậy thôi mà ông nội la tôi cả buổi hả? Hay là ông ngoại thương Lâm nên cho người điều tra về Út May rồi biết được nhiều chuyện không hay thôi. Út May có gì mà ông tốt hả? Lâm mờ mắt rồi nên mới nghĩ vậy á. Biết đâu á ông ngoại điều tra được Út May không tốt đẹp với cái vỏ bên ngoài của cô ta nên mới tức giận với Lâm chứ. Dù gì á, Lâm cũng là cháu đích tôn của ông ngoại. Đứa cháu cưng là yêu một cô gái không rõ lai lịch như vậy, không có xuất thân đàng hoàng nữa, thì ai mà không lo. Có thật là như vậy không? Trời ơi, không lẽ Lâm không tin Dung sao? Tôi có tin chị hay không không quan trọng, cái chính là tôi không thể biết tại sao ông nội lại biết chuyện, mà toàn là những chuyện bịa đặt không. Lâm có vẻ không tin lời của Dung nói, tại sao vậy? Tôi cũng muốn tin lắm, nhưng mà chuyện của tôi với Út May ở trong nhà này chỉ có mình chị biết. Chị là người luôn nghĩ xấu về Út May. Chị trả lời đi, chị muốn tôi tin chị thế nào? Tin hay không mới là tùy Lâm. Dung không nói là không nói. Dung nghĩ á, Lâm nên nghe lời ông ngoại rời xa Út May đi. Nếu không ông ngoại mà giận lên á thì Lâm không có tới xưởng sơn mài làm nữa đâu. Con gái bây giờ á thiếu gì đâu mà phải là con Út May. Nhưng mà ông nội không biết gì, cứ ngồi ở nhà mà nghe người ta nói này nói nọ rồi cấm đoán. Tin người ta hay tin cháu mình là sao? Dung không có biết, nhưng mà Lâm á cứ cố chấp như vậy á, không chừng ông ngoại làm căng lên cắt luôn quyền thừa kế của Lâm á. Tôi không có cần cái quyền thừa kế đó. Tài sản này là của ông nội, ông cho ai là quyền của ông. Chỉ có việc ở xưởng sơn mài là tôi không bao giờ từ bỏ. Thì đó, vì một đứa con gái không rõ xuất thân lai lịch, mới quen chưa bao lâu mà đánh mất sự nghiệp tâm huyết bao nhiêu năm nay rồi, có đáng không chứ? Đây là thời buổi nào mà còn phong kiến như vậy hả? Chỉ có ngồi ở nhà mà can thiệp thô bạo vô chuyện tình cảm của con cái, thật là vô lý. Đó là vì ngoại lo cho Lâm thôi. Tôi đủ lớn để tự biết lo cho mình. Nếu như nội cứ nhất quyết cấm cản thì tôi cũng chẳng cần cái gì ở nhà này hết. Tôi sẽ bỏ hết tất cả. Tôi với Út May sẽ bỏ đi nơi khác sống. Tôi còn trẻ, còn sức, tôi không sợ chết đói mà phải ngồi ở đây chầu chực để được chia một mớ tài sản mà không được ở bên người mình yêu. Có lẽ Lâm còn ngại vì nghĩ mình là chị em cô cậu. Chỉ cần mình chiếm hết tài sản cái nhà này, lúc đó mình sẽ công khai chuyện mình và anh ấy không cùng huyết thống, là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Thôi, Dung nghĩ như vậy, tạm thời Lâm cứ rời xa Út May đi đã. Tạm thời là sao? Thì đừng có gặp cô ta nữa, tập trung lo cho xưởng sơn mài đi, phát triển sự nghiệp. Khi nào Lâm có thành tích rồi thì ngoại sẽ yên tâm hơn nha. Lúc đó sẽ dễ nói chuyện hơn. Hiện tại công việc ở xưởng sơn mài chưa ổn sao? Mấy lô hàng xuất khẩu đi nước ngoài chưa phải là thành tích sao? Thì chỉ là làm cho ngoại yên lòng thôi mà. Lâm nghe Dung đi. Tôi không cần. Tôi sẽ không rời xa cô ấy. Út May đang cần tôi. Thật ra Út May hoàn toàn không có lỗi gì hết, chỉ là ông nội có thành kiến với cô ấy thôi. Tại sao Lâm vẫn không chịu hiểu vậy hả? Thôi được, cảm ơn chị, nhưng tôi biết tôi phải làm như thế nào.
Chào chị. Lúc nào cũng ông mày hết á. Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ vậy nó? Mà lúc nào tôi cũng nghĩ về anh hết á. Hôm nay em tới một mình hả? Tại sao em lạnh nhạt với anh quá vậy? Cái này Việt Nam gọi là nắng mưa đó. Mấy hôm nay không thấy em tới, anh rất là buồn đó, biết không? Không lẽ ngày nào anh cũng đợi tôi hay sao? Mà lúc nào anh cũng nói như vậy. Còn phải hỏi nữa. Thật ra không hiểu sao em lại thu hút đến như vậy. Mà em không bao giờ nói hoài tới anh vậy. Anh đã nói cái câu này với bao nhiêu cô gái rồi. Tại sao em lại hỏi như vậy? Chỉ có một mình em thôi hả? Chưa ai đối xử lạnh nhạt với anh như là em hết. Tại vì tôi lạnh nhạt với anh nên anh mới tiếp tục tiếp cận tôi chứ gì. Kiểu này á, quá quen rồi. Tuyệt đối là không. Anh thực sự bị em thu hút ngay lần đầu gặp mặt. Em có biết là những cô gái khác phải đang trông chờ anh cho một cái hẹn. Chỉ có em á, anh đợi được gặp mặt chứ đừng nói là hẹn hò. Tại vì anh là một DJ đẹp trai, một việc kiều hào quá, thì cô gái nào mà chẳng mê. Nhưng em thì không. Tôi chẳng quan tâm. Cho dù anh là ngôi sao điện ảnh Hollywood á, thì tôi cũng chẳng cần. Ồ, phải rồi. Vì trong lòng em có một người đàn ông khác rồi. Cái đó không phải là chuyện của anh. Anh còn biết em không hạnh phúc với tình cảm đang có. Sao anh biết? Anh giỏi quá hả? Em không biết. Nhưng bao nhiêu cảm xúc, tâm tư của em đã lộ hết trên gương mặt rồi kìa. Nó đã tố cáo em đang yêu, nhưng mà không được đáp lại. Anh đừng có ở đó mà đoán mò. Anh rảnh đổi lắm hả? Nếu rảnh á thì đi tìm cô gái khác mà chơi. Tôi không có hứng thú với anh đâu. Em càng bực tức á là em càng chứng tỏ anh không nói sai. Anh thôi nói năng bậy bạ đi. Tôi không có gì mà phải buồn hết đó. Chúng tôi rất là tốt, rất là ổn với nhau. Em cũng giỏi nói dối lắm á, cô bé à. Nếu như mà hạnh phúc á thì em đã không ngồi đây một mình. Thôi mà, em đừng có như vậy mà. Anh làm gì vậy? Thôi mà. Anh bỏ ra coi làm gì vậy? Tôi la lên bây giờ đó. Thôi bây giờ chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Tội gì em phải làm khổ mình như vậy. Hắn không biết trân trọng em á thì em phải trân trọng mình chứ. Ý anh là sao? Em thử nghĩ xem, có một người đàn ông nào mà yêu một cô gái cứ suốt ngày rủ rượi mà không có sức sống không? Bây giờ tôi có thể làm gì được nữa hả? Anh ta cứ suốt ngày bám theo con nhỏ gì đó. Bây giờ mà tôi có nói gì á hả, anh ta cũng không nghe, không thèm quan tâm tới. Mà hả, anh ta còn cho là tôi nói xấu nó nữa chứ. Vấn đề là ở chỗ đó đó. Em phải sống cho kiêu hãnh vào. Phải luôn xinh đẹp, đầy sức sống. Đừng bao giờ để tâm đến anh ta hay là những mối quan hệ xung quanh anh ta. Như vậy á, tôi nghĩ anh ta càng mừng nữa kìa. Em không hiểu đàn ông rồi cô bé à. Em có biết ở Việt Nam có câu là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo à? Tôi biết. Đó, đàn ông thật ra cũng như vậy thôi. Em càng chạy theo hắn thì hắn càng không coi em ra gì. Nhưng mà nếu em phớt lờ hắn thì hắn lại ngó tới, và hắn sẽ tự chạy theo em thôi. Có thiệt như vậy không? Thì em cứ thử xem. Tỏ ra hạnh phúc bận rộn và xinh đẹp và trẻ trung, xem anh ta có quay lại và gian xin em không. Thử đi nha. Nè, thử đi. Cái gì vậy? Ma túy hả? Khờ quá. Sao anh lại đưa em cái thứ gây hại đó? Là thuốc bổ thôi. Uống vào em sẽ thấy phấn chấn hơn. Mình ra nhảy đi em. Anh thấy đỡ hơn chưa? Đỡ rồi em. Cảm ơn em. Lúc nào em cũng giúp anh thư giãn thoải mái. Còn ở nhà thì... Vậy mà mấy hôm nay không thèm ghé thăm em gì hết luôn. Ở đó khó khăn lắm, anh mới thoát được tay mắt của con cọp ở nhà.
mới đến đây với em nè. Anh sợ bà chứ anh không sợ em buồn hả? Thôi mà em, từ hồi biết chuyện tụi mình á, bà cứ suốt ngày dằn vặt hành hạ đủ điều. Bà đay nghiến từng ngày, anh nằm mơ anh cũng thấy được cái mặt dữ thần của bà. Anh cũng ngộ thiệt á, anh là con trai nhà đó, bà chỉ là con dâu thôi, có quyền hạnh gì đâu, lại còn bị bà đè đầu cưỡi cổ. Đàn ông như anh á hiếm gặp lắm á. Cũng đúng, anh là thằng đàn ông vô dụng, đã sợ vợ mà nói con cũng không thèm nghe nữa. Bà má thì ghét bỏ. Thằng đàn ông này đầu hai thứ tóc mà còn ngu. Em xin lỗi, em lỡ lời mà. Anh đừng buồn nha. Mặc kệ, người ta có nghĩ anh ngu hay là gì gì đó. Trong lòng em, anh vẫn là anh hùng. Thôi, em đừng có an ủi anh làm gì. Bây giờ anh không có sợ bà hành hạ chì chiết gì nữa, mà anh chỉ sợ bà làm hại em thôi. Mấy hôm nay anh mở báo ra, có ba cái tin đánh ghen chỗ này chỗ kia, anh lo quá. Anh lo làm gì? Bà vợ anh coi vậy chích nhát muốn chết luôn. Chỉ ăn hiếp được anh thôi, chứ làm gì được em. Bởi vậy đàn bà mà ghen á, đố ai biết họ làm cái gì. Nếu như anh sợ bà làm tổn thương em, hay là mình bỏ trốn đi. Em nói gì vậy? Thì ý em là anh gom một số tiền, rồi hai đứa mình cao chạy xa bay. Mình sẽ tới chỗ khác, xây tổ ấm, được không? Không được. Sao vậy? Sao lại không được? Em yêu anh mà. Sao không được vậy? Bộ anh không yêu em hả? Anh không yêu em mà ngày nào anh cũng phải chịu đựng sự dằn vặt của con cọp ở nhà sao? Anh là con trai duy nhất ở trong nhà, trên còn ba má, chị gái, dưới còn con trai, cháu gái phải lo. Lo gì nữa? Tụi nó lớn hết thì tự biết lo cho mình. Lo cho chị anh với ba anh. Không lẽ anh còn tiếc cái bà dữ tợn đó hả? Nói thì nói vậy chứ sao mà bỏ đi được. Rồi con anh nó nghĩ sao? Lớn rồi, sau này cũng có gia đình vậy. Lúc đó chỉ còn mình anh với lại mụ vợ đó. Tụi mình đi nơi khác sống với nhau. Em sẽ sinh cho anh thiệt là nhiều con, chịu không? Thì để anh coi sao đã. Dạo này ba cái tiền bạc bà giữ hết, bà quản lý chặt quá. Ít ít thì anh có, chứ một lúc nhiều thì cũng hơi khó. Uống, uống nữa đi, tôi muốn uống mà. Mọi người đi đâu hết rồi hả anh? Đủ rồi, em uống như vậy là đủ rồi. Nằm xuống nghỉ đi. Em muốn uống nữa. Uống nữa đi mà. Em muốn uống nữa. Cho em uống đi. Nhưng mà em đã sai quá rồi. Ủa, sao lại ở đây vậy hả Lâm? Anh không phải là Lâm, anh là Jimmy. Anh là Lâm rõ ràng mà. Em biết là anh quan tâm em, đúng không? Sao anh không nói chuyện với em đi? Anh lấy nước cho em uống nha. Em yêu anh như vậy mà anh không nhận ra sao hả? Em yêu anh thật lòng mà Lâm. Anh biết rồi, nhưng mà anh cũng rất là yêu em. Thiệt không á anh? Mà sao lúc nào anh cũng lạnh nhạt với em hết vậy? Tại sao anh luôn chạy theo con nhỏ bụi đời đó giờ? Anh chỉ chơi đùa với nó thôi. Thật ra người anh yêu mới là em đó. Ủa, rồi sao? Ba anh có thay đổi gì chút chưa?
anh cũng không biết. Chỉ mong phần thừa kế của thằng con trai được bảo quản là được rồi, chứ tranh giành chi, mệt mỏi. Nói vậy cũng đúng. Giờ anh lo cho con, tiền bạc này nọ cũng khẩm rồi. Tài sản chia năm xẻ bảy cũng đâu được nhiêu. Cho con học hành đàng hoàng rồi á, tụi mình đi kiếm chỗ nào không ai biết hết, sống cuộc sống hạnh phúc nha. Anh làm gì tôi ngày hôm qua vậy? Anh xin lỗi, anh cũng không nên lợi dụng lúc em sai để làm chuyện này. Anh đúng là đồ đểu mà. Dù thời gian có quay lại á, anh cũng làm như vậy thôi. Anh yêu em, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Anh á, thì ai mà anh chẳng yêu. Nhưng mà đối với em thì khác. Em không biết là trong lòng anh á, em quan trọng đến mức nào đâu. Hắn ta không biết trân trọng em, nhưng mà anh biết. Anh tưởng tôi tin những lời ngon ngọt này của anh hả? Anh sẽ mang hạnh phúc tới cho em. Một người con gái ấy, chỉ cần lấy một bờ vai thôi. Sao em không chọn người yêu mình mà tự làm khổ mình, chạy theo người không yêu em? Chỉ cần em cho anh cơ hội ở bên em, anh sẽ làm cho em vui vẻ và hạnh phúc, và không bao giờ làm cho em phải khóc như hắn ta làm em buồn đâu. Tôi có thể tin anh được không vậy? Ngay từ bây giờ, nếu em muốn gì anh sẽ làm cho em. Anh sẽ đưa em đi khắp thế giới. Em muốn sao trên trời, anh cũng hái cho em. Con. Dạ. Có chuyện gì mà nhìn ra ngoài cửa hoài vậy? Con đợi thằng Lâm ba, nó nói bữa nay về ăn cơm, mà sao tới giờ này chưa thấy bóng dáng nó nữa. Chắc có lẽ là nó bận chạy theo con Út Mây rồi. Ba đã nói chuyện với nó mà nó vẫn coi như gió thoảng mây bay. Càng lớn nó càng khó dạy. Nó lớn rồi chứ đâu còn bé bỏng gì, mà ba cứ cấm đoán nó kiểu này kiểu kia. Ba để nó tự do một chút đi ba. Tự do hư hỏng hả? Ba cho nó ăn học đàng hoàng thành đạt, giỏi giang. Để giờ nó chạy theo một con nhỏ bụi đời, không cha không mẹ đó hả? Cũng chưa biết cô gái đó có phải vậy không mà ba. Mà biết đâu nó đã cắt đứt với cô ta rồi. Phải đó ba. Chắc nó còn bận nhiều việc ở xưởng nên chưa về kịp đó thôi. Hôm ấy để con gọi cho nó nha. Dạo này nó nhận được lô hàng lớn, chắc công việc lô bô quá nên mới trễ nải vậy đó ba. Bận cỡ nào á mà nói về ăn cơm với gia đình á, thì cũng không nên để mọi người chờ đợi vậy chứ. Các con ăn cơm đi, hơi đâu mà chờ mà đợi nó. Dạ con xin lỗi, tại vì con phải đi gặp khách hàng nên con về trễ. Mọi người đợi con có lâu không? Cũng vừa mới dọn ra thôi con. Sao về trễ vậy, công việc có suôn sẻ không? Dạ tại họ vừa đáp máy bay về Sài Gòn nên con ra gặp luôn. Rồi khách hàng nói thế nào vậy con? Dạ nói xem nào. Nói lúc nãy con đem mấy bức tranh này chào hàng, khách hàng họ thích lắm. Đâu biết không, họ đặt một số lượng rất lớn để xuất khẩu. Chính vì vậy con đã ký hợp đồng luôn hôm nay rồi. Chà, kỳ này Sụ phải làm việc vất vả rồi hả con? Dạ phải. Lát nữa con phải qua xưởng sớm để giao việc cho mọi người. Đợt này phải làm hết công suất mới mong giao đủ hàng cho người ta. Cũng được đó. Mấy bức tranh này xét về màu sắc hay ý tưởng đều rất tốt, làm chắc là kỳ công lắm nè. Người mẫu cũng rất là có hồn. Dạ phải. Phải tốn nhiều thời gian và công sức lắm. À nội, nội xem đi. Người mẫu trong này chính là Út Mây đó nội. Út Mây. Mấy bức tranh này đẹp quá bà hả? Làm tốt lắm đó. Cũng nhờ có Út Mây mà con mới có cảm hứng sáng tác mấy bức tranh này đó.
Thì ra con Út May giúp Lâm chứ đâu có phải hại nó. Vậy là tình yêu làm thăng quan nghề nghiệp đó hả con? Hôm nào dắt cô bé đó về ra mắt cả nhà nghe. Dạ. Cô hiền lắm cô hai. Hiền giống y chang như cô hai vậy đó. Ai mà giống mẹ hơn con được mẹ ha. Phải, con cái ruột mới giống mẹ chứ. Người thì đẹp thôi, chứ không biết lòng thì tốt xấu ra sao. Ông chưa tiếp xúc nhiều với nó thì làm sao biết tốt xấu được. Vợ chồng Sơn á, biết con bé nhiều chưa? Dạ cô gái này thì vợ chồng con gặp nhiều lần rồi đó ba. Nó hiền lành dễ thương lắm. Dạ phải. Tuy là nó mồ côi, là sống bụi đời, nhưng mà lương thiện lắm. Từ ngày mà nó quen thằng Lâm nhà mình, nó tới xưởng làm việc siêng năng vô cùng. Tối nó còn đi học nữa đó ba. Vậy là cô bé đó có khiếu quá rồi. Chị mà gặp nó, bảo đảm chị thích nó ngay. Đẹp người đẹp nết, chứ không phải như nhiều người bên ngoài thì đẹp lắm, bên trong thì một rửa. Nó hay thương người, biết nghĩ cho bạn bè. Nó nhờ thằng Lâm tìm việc cho bạn bè nó làm trong xưởng để hầu hoàng lương đó ba. Nó nói với con sao hả Lâm? Hầu hoàng lương đâu mà nói. Chỉ cần xã hội này bao dung hơn cho những người kém may mắn, có cơ hội làm lại từ đầu, thì họ cũng sẽ là người có ích. Út May nói vậy đó nội à. Con trẻ lại không được giáo dục đàng hoàng mà có tư tưởng lương thiện như vậy, vậy cô gái này cũng tốt lắm đó. Ăn nói chững chạc như vậy, biểu nó là dân bụi đời, chắc không ai tin. Mấy lời như vậy á mà ai không nói được hả ngoại? Khác á là có người chuyên sống bám vào người khác thì không biết nói những câu này đâu. Thôi, bữa nào mời nó tới nhà để mọi người biết mặt. Chứ ở đây nói hoài cũng chẳng ai biết. Dạ. Mà ông yên tâm đi, con Hồng mà nó chọn dâu thì kỹ lắm. Nó đã chọn đứa nào á thì đứa đó phải 10 điểm, chứ không có điểm 9 đâu. Ủa cô hai? Ừ con. Trời, sao cô hai tới mà không báo con biết trước vậy? Báo cho con biết thì đâu còn do thám được nữa. Ngày xưa vua chúa đi du hành cũng bất ngờ và bí ẩn vậy mà. Con biết hổm rày nhà mình lộn xộn nhiều chuyện chứ gia tài, nên con trốn lên đây chỗ khỏe. Nói thật, cô chẳng màng gì tài sản của ông nội con đâu, chỉ muốn sống yên ổn với Dung thôi. Khó khăn lắm mới tìm được con gái của mình, cô không muốn nó phải khó xử với mối quan hệ của gia đình. Có gì mà khó xử đâu con. Con nghĩ cô có lên làm bà chủ hay là cô nắm quyền trong nhà, nhưng mà mọi sự cô vẫn giao cho con với ba con trông coi. Người một nhà thì tài sản có mất đâu mà sợ. Phải chi ba mẹ con cũng nghĩ được như con. Con điều hành xưởng cũng được một thời gian rồi, ông nội và cô hài lòng lắm. Như hôm nay nè, đến đây thấy không có gì để chê trách được hết. Cô khen hoài làm con ngạo mạn lắm đó. Bây giờ cậu còn chưa đủ ngạo mạn hay sao? Thích làm gì thì làm, thích yêu ai thì yêu kia mà. Không phải vậy đâu cô. Làm tranh sơn mài là công việc yêu thích của con. Còn Út May là người con gái mà con đã tìm kiếm từ lâu. Coi kìa, cô chỉ đùa thôi mà, sao nhìn con nghiêm túc quá vậy? Con lớn rồi, tự biết cái gì tốt cho mình, ai hợp với mình. Cô ủng hộ con. Dạ, con cảm ơn cô. Cả nhà mình chỉ có cô là hiểu con thôi. Sao cô có vẻ chăm chú với bức này vậy? Mấy bản vẽ này là của con hả? Dạ không, của Út May đó con. Cô có qua tay lắm. Đang tập tành vẽ tranh với lại vẽ mấy mẫu thiết kế rồi đó con. Không hiểu sao cô lại thấy thân quen đến như vậy nữa. Út May cũng hiền lành và yêu thiên nhiên giống như cô, nên chắc vì vậy cô thấy hơi quen đó. Ngày xưa bé ghế cũng hay vẽ núi non như vậy. Con bé còn vẽ cảnh gia đình đi chơi gần núi nữa. Trẻ con, đứa nào mà không vẽ mấy cảnh cơ bản đó hả con? Không phải đâu, cỏ thì chỉ có ba nhánh nhỏ, mặt trời thì không có tia nắng. Những nét vẽ này ngày xưa bé ghế rất hay vẽ, không phải đứa trẻ nào cũng vẽ như vậy đâu. Cái này thì con không biết rồi, hai đứa con thường vẽ với nhau mà.
con thường chọc cổ nên cổ khóc hoài à? Con đó, tìm được một cô gái tốt như vậy phải biết yêu thương và trân trọng người ta nha con. Cô thấy đó là một cô gái tốt hiếm có đó. Dạ, con biết rồi mà cô hai. À, hôm nay Út May có ghé xưởng á, để con ra con coi cho Út May tới chưa, rồi con đưa vô gặp cô hai nha. Ừ. Rồi cô cháu mình tranh thủ đi ăn trưa luôn nghe con. Dạ, cô đợi con nha. Ừ. Con đang ở tiệm làm móng nè mẹ. Con định á, rồi mẹ lát nữa đi shopping với con. Mẹ đang ở đâu á, lát nữa con qua đón mẹ nha. Mẹ đang ở xưởng sơn mài, cũng sắp xong việc rồi. Ừ, vậy giờ con qua đón mẹ nha mẹ. Đợi mẹ lát đi con. Mẹ đang đợi em Lâm nè. Nó dắt con bé Út May đến chào mẹ. Hả? Mẹ, bây giờ con qua đó mẹ liền. Mẹ đi với con nha. Ủa con sao vậy Dung? Con có chuyện gì vậy? Có sao đâu mẹ. Lần này không gặp á, thì lần sau gặp. Không được. Mẹ đã nói với em Lâm là sẽ đợi mà. Bỏ đi như vậy kỳ lắm á. Còn bạn nó nữa. Mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ mà không có đợi được đâu. Có chuyện gì không? Con cứ nói cho mẹ nghe đi. Chuyện này khó nói qua điện thoại lắm. Mẹ con mình gặp nhau chút xíu để nói chuyện nha mẹ. Con năn nỉ mẹ đó. Ờ, thôi được rồi. Như vậy con qua liền cũng được. Dạ. Chị xong chưa chị? À, xong rồi em. Ừ, cho em gửi tiền nha. Em gửi chị. Cảm ơn em. Dạ. Vô đi em. Ủa, cô hai mới đây mà đâu mất tiêu rồi ta? Chắc là cô hai không muốn gặp em rồi. Không có đâu, chắc là tại cô hai bận. Cô hai còn nhiều việc ở công ty lắm. Chắc là cô hai đi giỏi quá nên quên nói cho tụi mình biết. Thôi anh đừng có an ủi em. Anh không an ủi em. Cô hai thích em lắm. Nè, cô hai còn thích mấy bản vẽ của em nữa. Thôi được rồi, anh hứa với em đợi dịp thích hợp nhất, cả nhà đông đủ, anh sẽ đưa em về nhà ăn cơm, được không? Dạ. Ăn cơm gì chứ? À, thì ăn cơm gia đình. Lần đó anh mời Hục đó. Nhớ chưa? Không. Con gái. Dạ. Con gái nó có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ kia mà. Chuyện quan trọng mà con muốn nói với mẹ là con nhớ mẹ quá à. Trời đất. Vậy thôi đó hả? Vậy thôi, mẹ biết không? Lúc trước á, con nhớ mẹ mà không có mẹ để nhớ. Còn bây giờ con thiệt là hạnh phúc vì lúc nào cũng được nhớ đến mẹ. Con làm cho mẹ xúc động quá đi à. Vui hơn cô bé? Chưa bao giờ mà được vui như lúc này hết á. Anh đã nói mà, anh khiến cho em hạnh phúc thôi. Em đã quên hết mọi cái quá khứ khốn nạn của em hết rồi. Vậy thì bây giờ em có còn nhớ tới tên đó không? Không, hắn ta chẳng là cái thá gì đối với em nữa hết á. Kể cả cái nhà đó nữa, toàn là một lũ người thân giả dối không à. Ông ngoại thì suốt ngày lẩm cẩm, mẹ thì ngu muội, cậu mở hả thì lúc nào cũng ham tiền. Bây giờ hả, em chỉ muốn đi khỏi nơi đó càng sớm càng tốt. Khờ quá. Ý anh là sao? Anh có ý định về hẳn Việt Nam sống với em, nhưng mà làm DJ á chỉ là sống tạm thời thôi. Anh muốn mở một nhà hàng sang trọng hay là kinh doanh vũ trường, em nghĩ sao? Hay lắm, anh giỏi lắm. Nhưng mà bây giờ anh cần một số vốn kha khá để xây dựng nhà hàng, cộng một số khoản khác nữa. Em có muốn làm cùng anh không? Tiền á, bây giờ thì em chưa có. Nhưng tạm thời em có một cái xưởng để cho anh mở và xây dựng vũ trường. Xưởng? Em có một cái xưởng hả? Ừ. Ông ngoại em á, giao hết tài sản cho mẹ của em. Mà bà ta á, suốt ngày cứ ở trên núi không à. Cậu mở á, suốt ngày lo giành giật tài sản. Nên á, em đã thuyết phục mẹ giao hết cho em. Cái xưởng đó là tài sản lớn nhất của nhà em. Vậy nó cũng là của em. Nay mai thôi cưng à. Em thông minh quá cô bé. Vậy thì bao giờ em mới góp vốn vô cái vũ trường đó đây? Em chưa nút cái gia tài đó được. Tại vì á hả, mẹ em còn đang chần chừ, chưa có giao quyền sở hữu tài sản cho em. Cậu mở hả, suốt ngày lâm nay giành giật hoài à. Em chưa biết phải làm sao nữa nè. Không sao đâu em. Em với em đã là một. Chuyện của em cũng là chuyện của anh. Anh sẽ giúp em. Anh giúp em làm cái gì? Dẹp cái xưởng sơn mài đó, xây vũ trường. Và ngày nào cũng vui vẻ như hôm nay. Chịu không cưng? Được đó.
Bây giờ dẹp cái xưởng sơn mài chết tiệt đó đi, để xe giữ trường ha. Ông làm gì vậy? Tao. Ông bị khùng hả? Tao vừa thấy con cọp cái. Cọp cái đội lớp thầy tu. Có bóng cọp kìa. Có anh kìa. Y mỏ nó có anh. Ghê quá bà con ơi. Cô cọp. Cái mồm đi. Khùng này. Ông khùng hả? Tự nhiên la làng. Làm gì cái mình à? Kệ ổng đi. Ổng hay lảm nhảm vậy đó chứ không có gì đâu. Lo làm đi. Con cọp nanh vuốt thấy ghê quá. Mày tính làm thầy tu niệm Phật hả? Ông cắm mồm đi nha. Ông bị khùng hả? Tôi kêu người đánh với mặt ông bây giờ á. Cái miệng làm bầm đọc kinh mà cái bụng toàn là gai với dâu găm. Khẩu Phật tâm xà. Ai cho ông khùng này vô đây làm vậy? Bụng có dâu găm. Bụng đầy dâu găm. Anh đuổi mày ra ngoài cho tôi. Đuổi cọp cái đi. Sao đuổi tao đi. Cô cọp buông máy ra. Cứ để ông máy ở đây. Dạ. Thôi mọi người cứ làm việc tiếp đi. Kìa mẹ, ổng là người tâm thần mà mẹ cho ổng vô đây làm gì vậy? Có ngày ổng ruột công nhân ổng đánh luôn á. Không có chuyện đó đâu mà lo. Chú Tùng tuy thần kinh không tỉnh táo nhưng mà ổng không quậy phá bao giờ. Cứ cho ổng ở đây đi, chứ để ổng lang thang ngoài đường phố không có chỗ trú mưa trú nắng, tội lắm con à. Con biết rồi mẹ. Mà mẹ gọi điện thoại cho con đến đây có gì không vậy? Thấy chú Tùng với một số công nhân ở đây có hoàn cảnh rất là đáng thương, mẹ tính bàn với con là xây nhà tập thể cho họ ở đó. Con thấy mồ hôi nước mắt của ông ngoại làm ra, không phải để làm những chuyện vô nghĩa cho người dân nước lã như vậy đâu mẹ. Nhưng mà mẹ à, cái chuyện nhà cửa cho người vô gia cư á, chuyện đó là nhà nước lo chứ phải chuyện của mẹ lo đâu. Mẹ thấy chuyện này cũng nằm trong khả năng tài chính của mình mà, đâu cần phải để nhà nước làm. Với lại nếu để nhà nước làm thì phải có giấy tờ thủ tục này nọ, rắc rối mà lâu lắc nữa. Nè, con cứ coi như đây là một việc làm từ thiện, tích đức cho con cái sau này đi. Con nghĩ thử coi, nhìn những công nhân vui cười hạnh phúc vì có nhà ở, mẹ chắc lúc đó con sẽ thấy hạnh phúc gấp trăm lần. Có khi con còn trách mẹ sao không nghĩ ra chuyện này sớm hơn. Thôi, chuyện đó để mình bàn sau đi nha mẹ. Bây giờ con có hẹn với anh Jimmy bàn chuyện làm ăn rồi mẹ. Khi nào mà con thành công á, con sẽ ủng hộ dự án không tưởng của mẹ thật là nhiều tiền luôn mẹ ha. Mẹ thấy ý tưởng này rất hay mà, sao con lại phản đối như vậy? Thôi, mẹ đi với con đi. Con chợt nhớ là anh Jimmy có mời mẹ đi ăn nữa đó. Đi, đi mẹ. Ô, anh Jimmy. Con chào bác. Chào con. Anh ơi, ghế này có ai ngồi không anh? Không có anh ơi. À, cảm ơn anh. Chào bác. Con nghe em Dung nói là bác thích uống nước cam, cho nên là con mời bác tới đây. Tại quán này uống nước cam. Quán này làm rất là ngon đó bác. Cảm ơn con đã quan tâm đến bác. Con chu đáo quá. Dạ không có gì. Từ từ rồi mẹ sẽ thấy, dù là vui chơi hay làm việc thì anh cũng luôn chu đáo vậy đó mẹ. Nên là con rất tin tưởng khi hợp tác làm ăn với ảnh đó mẹ. Em nói quá. Nếu như con tin tưởng Hùng đến vậy, sao hai đứa không thử cùng nhau hợp tác đi, làm một dự án làm ăn nào đó, biết đâu sẽ thành công. Tụi con vừa nãy ra một ý tưởng kinh doanh đó mẹ. Nhưng mà không biết là mọi người trong gia đình mình có ủng hộ tụi con không nữa. Con nói mẹ nghe thử xem, nếu như ổn thì mẹ sẽ ủng hộ hai đứa hết mình. Dạ mời anh chị. Mời bác. Cảm ơn. Uống đi mẹ. Con chủ trường trên mảnh đất xưởng sơn mài đó mẹ. Con đã nghiên cứu kỹ lắm rồi. Cái vị trí đó rất thích hợp để mở vũ trường, nhất định sẽ có ăn. Lợi nhuận sẽ tăng lên chóng mặt theo nhu cầu giải trí ăn chơi của giới trẻ đó bác. Mẹ thấy mở xưởng sơn mài vẫn hay hơn. Mình vừa kinh doanh, vừa giúp cho những người bụi đời có công ăn việc làm. Mình làm chuyện lương thiện như vậy giúp ích cho xã hội rất nhiều. Nhưng mà làm xưởng sơn mài vừa tốn nhiều thời gian và vốn cũng nhiều nữa mẹ. Nhưng mà lợi nhuận nó có bao nhiêu đâu mẹ? Con khẳng định với bác là lợi nhuận của vũ trường sẽ tăng lên gấp đôi.
À, có thể gấp 3 lần so với xưởng sơn mài của bác đó. Đúng rồi đó mẹ, cuộc sống bây giờ bon chen lắm. Mình phải kiếm tiền ra nhiều trước chứ. Sau này á, chuyện làm từ thiện á thì mình tính tiếp nha mẹ. Con thấy khi mình đã giàu rồi á thì muốn cái gì cũng có cái đó. Đi tới đâu thiên hạ cũng nể mặt. Lúc đó bác làm gì cũng được. Thì làm chuyện từ thiện á chỉ là chuyện nhỏ thôi bác. Khi mà mẹ con mình thông thả với cả núi tiền rồi á, thì lúc đó hả mình tha hồ tận hưởng. Mẹ muốn làm từ thiện bao nhiêu cũng được hết đó. Con không có ngăn cản gì hết á. Cuộc sống này đâu chỉ có tiền không đâu hai đứa. Tiền nhiều á thì chết cũng có đem theo được đâu. Bởi vậy khi mình sống thì phải biết sống vì người khác. Ông bà mình cũng dạy, hổ chết thì để da, người chết thì để tiếng. Vậy mẹ thấy ông ăn mày đi làm từ thiện hay người giàu đi làm từ thiện hả mẹ? Có chứ con. Mẹ thấy những người làm không công cho nhà mở, máy ấm hay là trẻ mồ côi, những đứa trẻ bị chất độc màu da cam, cuộc sống của họ thì khổ nhiều, nhưng họ đâu có nghĩ gì tới bản thân đâu. Mẹ nói vậy á, tức là mẹ không ủng hộ dự án kinh doanh của con đúng không mẹ? Không hẳn là vậy. Để mẹ suy nghĩ lại đã. Nếu mẹ thấy ổn thì mẹ sẽ giúp hai đứa tiến hành. Suy nghĩ gì nữa mẹ? Hai tụi con đã tính hết rồi, mẹ không cần phải lo gì nữa hết á. Thôi mẹ muốn suy nghĩ thì mẹ cứ suy nghĩ đi. Khi nào mẹ suy nghĩ xong á thì mẹ báo cho tụi con biết nha mẹ. Hey, bực mình quá. Không làm nữa đâu. Ê ê ê. Ê Bi Mềm, đi đâu vậy? Tao không có thích làm ở đây nữa. Trời ơi, đi làm cho người ta muốn nghỉ là nghỉ hả? Đi làm kiểu mày có ngày ông bà cũng cho nghỉ luôn đó. Lúc đó có mẹ ở nhà ăn cám rồi con. Kệ tao đi. Thôi đi vô làm đi. Không, bộ mày không thấy hả? Tao xin ổng cho tao làm hôm bó cuốc gỗ mà ổng có cho tao làm đâu. Toàn bắt tao làm mấy chuyện lặt vặt vậy nè. Mày coi đi. Không làm cái này thì làm cái khác, có làm sao đâu. Miễn sao á là mình có làm có tiền là được rồi. Thôi khỏi đi, mày khỏi nói nữa. Làm gì cho mệt. Mày thấy không, ổng có tin tưởng tụi mình đâu. Chỉ giao cho mấy mình việc lặt vặt mà ngồi cứ chà 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 miếng gỗ này, mày thấy chán không? Tao á, tao làm hôm bó cốt gỗ cũng rạch rồi chứ bộ. Vậy mà không có tin, đâu có cho làm đâu. Thôi bình tĩnh đi. Giận lên nó là ngu vậy á. Bây giờ vậy nè, chiều á mình rủ ông đi nhậu, rồi mình nói nhỏ với ổng, biết đâu ổng đợi ý làm sao. Nè, chào anh. Em có rành làm cốt gỗ chưa mà rồi làm? Bởi vì làm cốt gỗ á là khâu khá quan trọng của tranh sơn mài, nên chú Bảy mới cân nhắc kỹ lưỡng là giao việc đó cho ai làm. Đương nhiên á là rành rồi, nên em mới dám xin làm chứ bộ. Đâu phải chỉ có mình nó đâu, em cũng rành chứ bộ. Vậy hả? À, chú Bảy. Ê! Chú Bảy, con nhờ chút. Chú Bảy kìa, kìa ông Bảy vô. Chú Bảy, con thấy hai đứa này á rành các bước làm bó hôm cốt gỗ lắm. Chú Bảy cứ để cho hai đứa đó làm đi. Thì chú Bảy phải giao thì mới biết là tụi nó làm được hay không chứ. Ừ, thôi vô đây làm thử coi làm sao. Ờ, đi. Đó, thấy không? Đi theo chú Bảy kìa. Ngoại thấy đẹp không? Đẹp lắm con à. Đẹp quá nè ngoại. Lâu lắm rồi ngoại không có thấy được cái bình minh trên biển như thế nào. Hôm nay ngoại thấy lòng của mình sao mà thanh thản quá à. Nếu như ngoại thích á thì mỗi tuần con sẽ thu xếp công việc đi đưa ngoại đi hóng gió. Ông ngoại thấy sao? Được vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà các con cũng đâu có cần gì phải đưa ngoại đi đâu. Là vì ngoại thấy trong người của ngoại khỏe lắm rồi. Con coi, con coi. Hey. Hay quá. Ông ngoại khỏe quá. Ông ngoại nè, con có thuê cái bố với dù ở đằng kia. Nếu mà ngoại mỏi chân á, thì ra đó mọi người nghỉ nha. À, vậy thì được đó, tốt đó. Thôi mình cũng tới đó đi. Chứ đi lòng vòng hoài, ông ngoại cũng mỏi chân lắm. Để rồi vô ngoại vô nha. Mọi người nhẹ tay thôi nha, lô hàng này rất quan trọng đó. Lên con ơi. Dạ. Nhẹ tay thôi mấy đứa. Rồi tiếp tục nhanh lên. Anh. Ủa Út mày. Mày nhẹ tay cho con nha. Trời đất, không có em á thế nào anh cũng điên đầu, không biết quan hợp đồng ở đâu rồi. Hồi nãy anh vô kho kiểm hàng lu bu quá nên quên hợp đồng đó luôn. Cái đầu của anh á. Hôm nay mệt thiệt, nhìn thấy vui và hồi hộp lắm. Cảm giác của em cũng giống như anh thôi. Vì đây là lô hàng đầu tiên xuất kho mà. Biết bao nhiêu tâm huyết đổ vô đây hết rồi còn gì. Nếu anh và em á lúc nào cũng giữ được lửa tâm huyết như ngày đầu thì chắc chắn á
xưởng sơn mài của tụi mình á, thế nào cũng sẽ có nhiều đơn đặt hàng giống như lúc đầu á. Để anh có thể ngồi rung đùi để đếm tiền khỏi phải cặm cụi vẽ chi cho mệt đúng không? Không có chuyện đó đâu. Dù có giàu cách mấy á, anh cũng vẽ tranh. Bởi vì nguồn cảm hứng của anh đang rất dồi dào mà. Nè, em có biết cảm hứng của anh xuất phát từ đâu không? Từ cái mũi của em hả? Thôi, em không hiểu thôi, anh đi đây. Đi. Ngoài thấy cậu Jimmy cũng được lắm đó. Người thì chứng chạc, mà lại biết quan tâm tới những người xung quanh. Nếu mà cậu ấy là chủ dựa của con sau này thì ngoại rất yên tâm. Con chỉ giả sử thôi, chứ con không có ý gì đâu ngoại. Được rồi, thôi bây giờ ngoại muốn nghe con nói. Nói đi. Ý con là nếu như anh ấy là người thừa kế sự nghiệp của ngoại á, thì ngoại sẽ nghĩ sao? Chắc là ngoại rất yên tâm. Vì Jimmy cũng như Lâm đều là lớp trẻ, nên rất năng động và giỏi giang. Họ sẽ phát huy được tâm huyết của ngoại, thậm chí là có thể hơn tất cả những gì mà ngoại đang mong muốn nữa con này. Cả con nữa ngoại. Con cũng sẽ hết mình với tâm huyết của ngoại. Mặc dù á, giờ thì con chưa biết tâm huyết của ngoại là gì hết. Tâm huyết của cả đời ngoại chính là cái xưởng sơn mài. Làm sơn mài là cái nghề gia truyền của gia đình mình con này. Nhưng mà ngoại đang muốn truyền lại cho cái lớp kế thừa. Nhưng cái người đó thì nó vẫn chưa xuất hiện con này. Jimmy con. Người đó chắc là con hả ngoại? Nhưng mà con không chắc á, là con có thể á phát huy nghề làm sơn mài gia truyền của ngoại. Nhưng mà con tin chắc rằng á, là con có thể phát huy sản nghiệp và danh tiếng của ngoại lừng lẫy hơn nữa. Tới lúc đó, ngoại chẳng những nổi tiếng bên lĩnh vực sơn mài, mà ngoại còn nổi tiếng bên lĩnh vực khác nữa đó nha. Bây giờ thì ông muốn biết là cái kế hoạch của các con định làm gì đây? Tụi con á, đang ấp ủ một ý định mở vũ trường, kinh doanh giải trí đó ngoại. Ý tưởng này á, sẽ phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại hơn. Dạ. Nhưng mà tụi con muốn thực hiện ước mơ này á, thì chắc là phải chịu sự giúp đỡ của ngoại rồi. Ngoại hứa đi ngoại. Rồi, ngoại hứa. Dạ con cảm ơn ngoại. Cứ mỗi lần ngắm bức tranh này thì trong lòng em thấy vui vui sao á. Cảm giác lạ lắm. Vậy thì từ nay á, mỗi lần cảm thấy buồn phiền hay là em cảm thấy không vui á, em cứ nhìn lên bức tranh này thì lúc đó em sẽ vui. Anh cũng vậy. Mỗi lần nhìn thấy bức tranh này anh cũng cảm thấy vui và hết buồn. Đó là bức tranh ưng ý nhất, cho nên anh không muốn bán cho ai. Chỉ muốn treo ở đây thôi. Trước đây á, em chưa bao giờ thấy căn phòng trọ của mình đẹp như vậy. Từ nay sẽ khác rồi. Căn phòng bây giờ giống như là một thiên đường đối với em vậy đó. Em đã từng sống ở nơi chẳng khác gì địa ngục. Lúc đó mơ ước lớn nhất của em là có được một nơi ăn chốn ở an toàn, nơi mà em được sống là chính mình, không phập phòng lo lắng bị hãm hại hay cưỡng bức làm chuyện bất lương nữa. Anh muốn em về sống ở nhà anh. Anh muốn em được sống trong một căn nhà tiện nghi và đầm ấm. Và thậm chí nếu em muốn, anh sẽ tự xây một lâu đài cho em, để bù đắp những thiếu thốn mất mát ngày xưa của em. Thôi em không thích đâu. Em không muốn sống dựa vào gia đình. Em muốn sống bằng chính sức lao động của mình. Vì em sống rất là thực tế, không có mơ mộng điều gì. Vì vậy nên anh đừng. Con phải chà chà vậy nè. Dạ dạ, con biết rồi. Nó tới gì vậy? Ai biết. Ông Bảy, anh Lâm đâu? Cậu ấy đi giám sát giao hàng rồi. Hôm nay là ngày đơn đặt hàng đầu tiên của cậu Lâm được xuất xưởng, nên cậu ấy rất vui, thành ra mới muốn trực tiếp đi giám sát. Vui là phải rồi. Vì đó là đơn hàng đầu tiên, cũng là đơn hàng cuối cùng mà. Ông lập tức chấm dứt tất cả những hoạt động sản xuất cho tôi, rồi thanh lý toàn bộ nguyên vật liệu, máy móc trong xưởng hết cho tôi đi. Ủa, sao tự nhiên làm vậy? Thời này á, không có ai để đất hoang phí hết á. Sao cô nói vậy? Xưởng sơn mài đang ăn nên làm ra mà. Doanh thu một tháng của xưởng sơn mài này á, thì chỉ bằng lợi nhuận một ngày của làm vũ trường thôi. Mà nó lại thời thượng nữa và hiện đại nữa. Ông có hiểu không? Cái xưởng sơn mài vô tích sự này á, sẽ bị dẹp bỏ thôi.
Thay vào đó là xây dựng vũ trường và sòng bạc tự động. Nhưng xưởng đang làm một hợp đồng lớn với cụ Tiến mà. Ông thanh lý tất cả các hợp đồng cho tôi sẵn sàng đền hết. Cô nên suy nghĩ lại, vì cậu Lâm rất tâm huyết và thành công với công việc của xưởng sơn mài này. Với lại muốn dẹp bỏ xưởng á, thì cô phải bàn bạc kỹ với ông Sơn đã. Ông đừng có thách tôi. Tôi không cần phải nghe bất cứ ai hết, vì chính ông ngoại đã chấp nhận chuyện này rồi. Ông ngoại tôi á mới chính là người quyết định chuyện này. Chỉ cần ông ngoại đồng ý á, đối với tôi là đủ rồi. Tôi không quan tâm tới ai hết á. Trời ơi, nếu như mà dẹp bỏ cái xưởng này á, vậy là tụi mình lang thang luôn á. Chắc cái số tụi mình làm thằng bụi đời tính chết quá. Thấy xưởng có đơn đặt hàng nhiều, tưởng đâu được làm cả năm trời, ai dè con quỷ đó. Thôi, mọi người cứ làm việc tiếp đi, cậu Lâm sẽ có cách giải quyết chuyện này mà. Chị Dung lấy quyền gì mà làm như vậy chứ? Anh, xưởng sơn mài này là do con với mẹ con quản lý. Nếu con và mẹ không đồng ý thì đừng hòng dẹp cái xưởng sơn mài đó. Em hiểu tính con Dung, nếu nó không nắm chắc phần thắng về mình thì không dám hùng hổ tuyên bố như vậy đâu. Có thể là nó đã thuyết phục được ông nội rồi. Nếu như mà bây giờ anh làm căng á, chắc chắn là sẽ gây xào xáo trong gia đình, khả năng thất bại rất là cao. Vậy thì bây giờ anh phải làm gì đây? Bây giờ chỉ còn cách á là mình nhịn nhục và chịu đựng thôi. Để từ từ anh thuyết phục nó thay đổi ý định thì còn may ra. Hay ha thúc ca, chúng yêu đẹp vào giấc mơ. Sáng sớm nắng đã lên, đẹp tì qua mùa bão giông. Anh không còn cô đơn, nơi đây em ơi. Biết chưa trái tim, không còn yêu thương cách xa. Lao qua sáng nay, đưa vào tay em nào có hay. Tình yêu nào có nè, hát đi. Tôi đã nói là tôi không biết hát mà, sao bà cứ ép hoài vậy? Mà tao cũng quên. Mày ở trên đường xuống mà, làm sao biết hát hò mấy chỗ sành điệu này được, phải không? Tụi tôi cũng đâu phải đến đây để đi hát đâu. Tôi với anh Lâm muốn cùng bà bàn bạc thật kỹ, rồi hãy quyết định coi xưởng sơn mài như thế nào. Xưởng sơn mài á đang có rất là nhiều hợp đồng, bỏ lúc này thì uổng lắm. Hay là bà đợi xưởng hoàn thành xong các hợp đồng rồi mình thanh lý cũng chưa muộn mà. Mà sao tao đang hát mà cứ lải nhải bên tao hoài là sao mày? Tôi khuyên anh á, nên tỉnh táo lại đi. Tại sao lại theo đuổi cái xưởng sơn mài chi cho cực cái thân vậy? Mỗi người có một hướng đi riêng, chỉ có hướng đi của lòng đam mê thì mới thành công được. Hả? Trời, thành công vì cái xưởng sơn mài hả? Rất là lâu đó. Trong khi đó, nếu mình kinh doanh vũ trường hoặc là khu giải trí liên hợp thì chắc chắn là kinh doanh sẽ rất là nhanh. Tôi tiếc á, trong khi đó người ta không có mặt bằng, phải đi thuê mướn để kinh doanh vũ trường. Còn nhà anh á, có cái mặt bằng này rộng rãi quá đẹp thì lại đi kinh doanh cái mặt hàng mỹ nghệ cũ kỹ đó. Tôi nói cho anh biết, chỉ có những người hiểu rõ giá trị của tranh sơn mài thì mới thấy nó đáng giá như thế nào. Xưởng sơn mài bây giờ là chỗ dựa cho sớm bụi đời. Bà hãy vì một chút tình xưa nghĩa cũ mà cho họ con đường sống với được không? Ok thôi. Thì vũ trường của tao cũng sẽ cưu mang họ. Con trai thì có thể làm bảo vệ, phục vụ. Còn con gái thì làm tiếp viên hoặc là làm gái chẳng hạn. Chị à, xưởng sơn mài là nghề gia truyền. Chị đừng có bị chạy theo đồng tiền mà đòi dẹp bỏ cái xưởng sơn mài của gia đình mình. Đó là nghề truyền thống chị biết không? Mà chị cũng có thể lấy lợi nhuận từ xưởng sơn mài để mua một mảnh đất khác, rồi chị lúc đó chị mở vũ trường cũng được mà. Đâu nhất thiết phải dẹp bỏ xưởng sơn mài đâu chị. Khó khăn lắm những người trong xóm bụi đời mới có được cái nghề chân chính. Bây giờ bà đẩy họ vô vũ trường thì rất dễ biến họ thành giang hồ bảo kê. Tệ hơn có khi lại
họ lao vào con đường làm ăn bất chính. Em cũng biết tâm huyết của ông nội là làm tranh sơn mài. Nếu chị dẹp bỏ đi thì ông nội sẽ rất buồn đó. Oh yeah. Tay nghề của con bây giờ không có kém gì nội ngày xưa, có khi còn hơn cả nội về cái chất thơ trong tranh. Lâm à. Dạ. Tranh sơn mài của con có chiều sâu và giàu cảm xúc lắm. Con tin sắp tới xưởng sơn mài của mình sẽ phát triển. Với lại nội à, con cũng có những dự án cải tiến tranh sơn mài của mình. Con sẽ làm cho tranh sơn mài của mình sẽ mang một nét riêng, không pha lẫn vào đâu cả. Nội cho con giữ lại xưởng sơn mài nha nội. Trước đây nội đặt hết niềm tin vào ba mẹ của con, mong tụi nó sẽ phát huy được nghề truyền thống của gia đình. Nhưng rồi cuối cùng tụi nó là tập trung qua khu giải trí nhiều hơn, còn xưởng lại hoạt động cầm chừng. Thấy xưởng tranh mình không phát triển nữa, nội buồn lắm con. Nội à, ông nội cứ để cho con, con hứa nhất định sẽ không để cho ông nội thất vọng đâu. Con hứa với nội mà. Nội biết không, con đam mê hội họa, lòng đầy nhiệt huyết với tranh sơn mài. Những bức tranh này như những đứa con tinh thần của con. Nếu đã xem nó như con của mình thì làm sao có thể đứng khoanh tay nhìn nó chết được, đúng không nội? Con à. Dạ. Cho nội suy nghĩ lại cái đã. Alo, anh Jimmy hả? Bằng mọi cách á, anh phải tìm cho em một bộ hồ sơ dự án kinh doanh về vũ trường nhà hàng nha. Phải là một bộ hồ sơ thật hấp dẫn đó. Ok. Ông ngoại. Ông ngoại đứng đây từ khi nào vậy? Ông đến đây từ nãy giờ rồi, thấy con đang tập trung quá cho nên là ngoại không muốn làm phiền. Con đang làm gì vậy? Con đang lập dự án kinh doanh. Con đang chuẩn bị con làm mấy thứ linh tinh không ông ngoại, không có gì đâu. Đâu làm gì đâu, đưa ngoại coi. Thôi đâu có gì đâu ngoại, để con mở nhạc cho ngoại nghe nha. Thôi 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 thôi, ông ngoại đâu có muốn nghe nhạc. Ngoại muốn nghe con nói thiệt kìa. Con đang làm gì mà cứ giấu ngoại hoài vậy? Con đâu có dám giấu ngoại gì đâu, chẳng qua là con thấy chưa hay lắm. Khi nào con thấy hay rồi á, con sẽ cho ngoại xem. Thì con cứ cho ông ngoại xem trước một chút coi nè, biết đâu là ông ngoại có thể góp ý cho con những cái gì hay lắm thì sao. Con muốn cho ông ngoại xem những cái gì tốt nhất thôi mà con làm. Còn bản thảo thì con cứ cho ông ngoại xem đi mà. Đâu đây. Dạ. Con đang nghiên cứu về tư liệu lập dự án kinh doanh. Con thấy những cái này rất là cần thiết cho việc kinh doanh sau này của con. Phải học thì con mới làm tốt được. Dự án của con là kinh doanh vũ trường nhà ba. Vì đây là dự án nó hợp với nhu cầu giải trí của giới trẻ. Vị trí là sẽ nằm ở xưởng sơn mài. Ở đó được đánh giá là vị trí đắc địa cho mở vũ trường đúng ngoại. Mình sẽ không có đối thủ nào cạnh tranh hết. Lâm nó cũng có tới xin ông ngoại để cho giữ lại cái xưởng sơn mài. Nó cũng rất tâm huyết, khiến ông phải suy nghĩ nhiều, không thể nào dẹp bỏ cái xưởng sơn mài đó. Dạ con hiểu mà. Nếu vậy thì thôi, con sẽ tìm cơ hội khác. Không cần đâu con. Ông đã
chấp nhận duyệt cái dự án này của con được. Con chỉ cần chú tâm làm cho thật tốt thôi, không cần phải lo nghĩ gì nhiều hết. Vậy hả ngoại? Ừ. Con vui quá. Cảm ơn ngoại. Không có gì đâu con. Cảm ơn ngoại. Con đừng. Dạ thưa mẹ. Ngồi đi con. Không biết có chuyện gì gấp mà ba triệu tập cuộc họp gia đình gì mẹ? Chắc là con Dung nó gây chuyện nữa hả mẹ? Đúng là rước quả vào nhà. Con nhỏ đó đâu có gì mình phải lo. Nó cũng như con khỉ thôi, nó sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của Phật tổ đâu. Nhưng mà trước đó nó đã đại náo thiên cung tăng bành rồi, rồi mới bị Phật tổ phạt. Con khỉ thì chỉ có thể đại náo thiên cung, chứ con Dung nhà này á, nó mà dám đại náo á thì tôi sẽ... Im đi, giữ kín cái miệng ra con, đừng có ăn nói lung tung, không khéo có ngày lật thuyền ở rạch cạn đó. Ba. Ngồi đi con. Dạ ba. Mình, thông nội, con chào cả nhà. Mọi người chắc cũng thấy bao nhiêu năm qua cháu Dung bị nhiều thiệt thòi, nó khổ sở quá, cho nên hôm nay mới được đoàn tụ gia đình. Vì vậy mọi người hãy chiều theo những ý muốn của nó, coi như là bù đắp lại trong thời gian qua. Bà thấy dự án này rất là khả thi, cho nên bà muốn tạo một cơ hội cho Dung nó phát triển. Vì vậy cho nên ba muốn con với thằng Lâm hãy bàn giao lại cái xưởng sơn mài ấy cho con Dung. Nội à, con chỉ muốn tiếp nối truyền thống gia đình của mình mà thôi. Vậy mà ngày xưa lúc con chưa hiểu gì nên không thích nghề sơn mài, thì nội bắt con phải theo nghề cho bằng được. Còn bây giờ con đã đam mê nó thì nội bắt con bỏ đi. Thưa nội, bây giờ cho dù xưởng sơn mài đó có phải dẹp bỏ thì con cũng vẫn theo đuổi nghề này. Nếu không có đất thì con sẽ thuê đất để làm, nếu không có tiền thì con sẽ đi vay. Con xin phép ông bà nội và mọi người, con phải về xưởng làm việc. Kìa, Lâm. Lâm. Lâm, chờ cô chút, cô có chuyện muốn nói với con. Cô xin lỗi con, cô cũng không muốn dẹp xưởng sơn mài, nhưng mà cô khuyên con Dung thế nào cũng không được. Bao nhiêu mơ ước và tâm huyết của con đã bị chị Dung đạp đổ hết rồi. Con không hiểu sao chị Dung cũng là con cháu trong nhà mà không có tha thiết gì, cũng chẳng yêu quý chút nào cái nghề truyền thống gia truyền của mình. Cô cũng thấy thất vọng khi thấy con Dung cũng không hứng thú với việc sơn mài. Con nghĩ nếu đã là người trong gia đình thì không nhiều cũng ít phải có hứng thú với tranh sơn mài. Đằng này dễ xem tranh sơn mài những thứ rác rưởi bỏ đi. Hơn nữa kinh doanh trong ngành giải trí khá phức tạp, mà chị Dung thì học ít, kiến thức không có thì làm sao có thể làm nổi được. Con chưa thấy tay mơ nào dám ra làm vũ trường hết. Con hay biết không, những người làm vũ trường toàn là những người có gốc gác, thậm chí người ta còn làm ăn với giang hồ có máu mạch, vậy mới không bị người ta phá vũ trường chứ. Kinh doanh vũ trường nếu quản lý lỏng lẻo thì rất dễ vướng vào vòng pháp luật. Con không biết chị Dung có lường trước được điều này chưa. Việc làm này có thể sẽ đẩy gia đình vào nguy cơ có thể phá sản đó. Đó cũng là điều khiến cô phải lo lắng. Cô sẽ tìm cách để khuyên con Dung nó thay đổi ý định. Không biết chị Dung có phải là đứa con thất lạc của cô hay không nữa. Sao mà con thấy hai người rất khác nhau. Người thì hiền lành như Bồ Tát, trong khi người kia thì suốt ngày tiền bạc, mưu cầu danh lợi. Con chỉ nói vui vơ thôi, thôi con đi nha con hai.
Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ, mẹ, bây giờ vợ chồng con phải làm sao đây mẹ? Mẹ, bà vẫn bên con dùng chầm chập à, còn nói là không thay đổi quyết định thừa kế. Giờ vợ chồng con phải làm sao hả mẹ? La 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 la. Mẹ, mẹ, mẹ. Gì vậy con? Gì vậy? Mẹ, mẹ tìm ông ngoại hả? Có việc gì vậy mẹ? Con đi đâu hồi sáng giờ không gọi về vậy? Con đi làm đẹp, đi spa nè. Ủa mà mẹ chưa trả lời câu hỏi của con á. Mẹ kiếm ông ngoại làm gì vậy? Mẹ nói con nghe đi. Mẹ tính gặp ông ngoại để bàn về cái việc dẹp xưởng sơn mài đó. Trời đất ơi, còn bàn bạc gì nữa mẹ? Ông ngoại đã quyết định rồi mà. Nhưng mà cái xưởng sơn mài là tâm huyết một đời của ông ngoại. Bây giờ mà dẹp đi thì... Thôi mẹ đừng làm phiền ông ngoại nữa mà. Ông ngoại muốn dẹp bỏ xưởng sơn mài á là để ủng hộ việc kinh doanh của con mà. Ờ à, mẹ, 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 mẹ đi theo con. Mẹ vô phòng con trao đổi với con đã. Con cũng có chuyện này muốn nói với mẹ nè. Mẹ, mẹ vô đây đi. Con bỏ tay mẹ ra đã. Mẹ, có gì thì con cứ nói đi. Ông ngoại đã đồng ý cho con mở vũ trường hoành tráng xanh điệu rồi mẹ. Mẹ thấy con giỏi không mẹ? Mẹ ủng hộ con nha mẹ. Con có ý định xây vũ trường từ lâu. Vậy tại sao con không hỏi ý kiến của mẹ? Trời, con đã lớn, con đã trưởng thành rồi. Con không còn là con bé khế của ngày nào nữa. Nhưng con... Mười mấy năm bị thất lạc, với cuộc sống không có mẹ bên cạnh, con đã biết tự lo cho mình. Và giờ đây á, con càng không có muốn chuyện gì á làm phiền tới mẹ nữa. Hồi trước thì khác, bây giờ mẹ đã tìm thấy con. Mẹ muốn quan tâm, bù đắp lại cho con. Chính vì vậy á mà con không có muốn dựa dẫm vào mẹ. Con sẽ mở một cái vũ trường và tự mình làm nên tiền bạc, không có mang tiếng là ăn nhờ của mẹ. Nhưng ý định của con quá bất ngờ và liều lĩnh. Khi con chưa hiểu gì về công việc này hết, con quyết định vội vàng như vậy là điều nguy hiểm, con biết không? Mẹ khuyên con nên suy nghĩ lại đi. Mẹ là mẹ của con, mà sao suốt ngày mẹ không ủng hộ con? Mẹ cứ 5 lần 7 lượt mẹ ngăn cản con làm ăn. Thì cũng tại vì con mới về, con còn... Còn là con bé lang thang ngoài đường ngoài chợ mới được cứu vớt về chứ gì. Mẹ là người sinh ra con, sao mẹ không tin tưởng con gì hết á? Con bị thất lạc từ nhỏ nên con không được học hành đến nơi đến chốn. Mẹ là mẹ con, tại sao mẹ không lo cho con gì non nớt mà thất bại chứ? 15 năm thất lạc, con đã dạy những kinh nghiệm thất bại rồi. Bây giờ con đủ khôn để biết mình đang làm gì rồi mẹ biết không? Mẹ cứ chờ đó, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy là con giỏi giang, con tài năng như thế nào. Con không thua kém bất cứ ai đâu. Mẹ đã bàn bạc lại với ông ngoại, xưởng sơn mài đang phát triển, không thể dẹp bỏ như vậy được. Mẹ thấy chuyện này con cần nên tỉnh táo, phải suy nghĩ cho thật kỹ. Mẹ không có thương con, mẹ là người mẹ thiếu trách nhiệm. Mẹ làm con thất lạc bao nhiêu năm nay rồi, mẹ đẩy con ra đường khi cho đời con gặp nhiều bất hạnh như vậy đó. Mẹ không có hiểu điều đó hay sao? Bây giờ mẹ còn ngăn cản, không chịu đồng ý cho con nữa. Mẹ không chịu bù đắp cho con hả? Mẹ chỉ muốn phá đám con thôi à? Con không có cần một người mẹ như vậy đâu. Thà rằng hả, con cứ nghĩ mẹ chết cho xong đi. Xưởng sơn mài sẽ bị đóng cửa, để con Dung nó lấy lại mặt bằng xây vũ trường. Hả? Nhưng mà mọi người đừng có lo, anh Lâm sẽ cố gắng hết sức để lấy lại xưởng sơn mài đó mà. Lại bằng lòng với những hiện thực rồi,
bằng lòng những gì ta có sao? Chúng ta lại về gốc đa đốn củi, làm bạn với Thạch Xanh nữa rồi đó. Thạch Xanh cái đầu ông á, để cho mọi người tìm cách coi. Mọi người cứ bình tĩnh đã, chờ tình hình anh Lâm xem sao. Nếu như mà không được á, thì chúng ta sẽ kiếm phương án khác. Nè, mấy đứa nên nghe lời Út May đi, đừng có vội mà nản. Nhưng dù sao á, thời gian qua thì cái chuyện này á, cũng giúp mà cho ta nhiều thứ mà. Tìm kiếm khó khăn lắm mới có được một chỗ để làm việc tốt, tự nhiên bây giờ mất hết. Thời gian qua công việc đã giúp cho các con đã phát hiện ra sự quan tâm, lòng nhân hậu của cậu Lâm, của ông Bảy, của Út May và những người xung quanh nữa. Nhưng mà các con nhận lại được á, là cũng là món quà lớn lắm đó. Tất cả chỉ tại cái con Dung đáng ghét đó thôi. Tao á hả, sẽ cho nó một bài học cho tụi bay coi. Cũng tại con nhỏ Dung đó đó, bực mình quá, phải cho một bài học đi. Đúng rồi đó. Mọi người đừng có suy nghĩ mà làm như vậy. Muốn sống tốt thì lòng tốt phải xuất phát từ trong tâm mới được. Chúng ta không thể ép buộc được đâu. Ông Bảy, sao ông Bảy buồn dữ vậy ông Bảy? Hôm nay trời nhẹ lên cao, ông Bảy rầu rĩ, tôi biết vì sao ông Bảy buồn. Ông Bảy buồn cái gì nói tôi nghe đi, coi lão Tùng Tùng này có thể chia sẻ được với ông Bảy không? Tôi sắp phải xa nơi đây rồi, phải chia tay với Xưởng Sơn Mài, với niềm đam mê và tâm huyết của mình. Tôi hỏi ông, tôi vui sao đành? Ông Bảy, sao lại xa? Sao lại phải chia tay? Ông đang nói chơi hay nói thiệt vậy ông Bảy? Tôi không có bỏ mọi người trong xưởng, chỉ tại nơi đây sắp phải thanh lý để nhường cho sòng bạc và vũ trường mọc lên. Chỉ mai mốt thôi, người ta sẽ dẹp bỏ cái xưởng Sơn Mài để đầu tư cho một vũ trường hay một sàn nhảy hiện đại sành điệu ngay tại cái chỗ mà tôi và ông đang ngồi đây nè. Vậy thì còn tranh, còn sướng, còn bao nhiêu lao động của nhóm Bụi Đời thì sao không vậy? Người ta coi thường tâm huyết của mọi người trong xưởng, coi thường cái việc đang làm, coi thường luôn cả những bức tranh Sơn Mài có giá trị này. Người ta không cần những thứ này đâu. Ông có biết người ta đang cần gì không? Cần gì hả ông? Người ta đang cần chỉ có tiền. Cần tiền thôi. Lấy tiền đặt lên tâm huyết của bao nhiêu con người, thật là lãng phí, hết nói nổi. Ông Bảy à, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi lấp biển, quyết chí ắt làm nên ông Bảy à. Ông Bảy à, ông đừng buồn phiền nữa nghe ông Bảy. Người ta có thể lấy đi cái xưởng Sơn Mài này, nhưng họ không thể nào lấy đi tình yêu, lấy đi cái nghề trong mỗi con người, nhưng không thể nào lấy đi được cái tâm huyết ngay của chính ông. Ông cứ yên tâm đi, cái tình yêu đó như một hạt mầm, không trồng ở đất này, dù trồng ở mảnh đất khác, nó vẫn nảy mầm tươi tốt thôi ông Bảy à. Chú Bảy. Tôi chào ông Bảy. Tụi con tới chào chú Bảy. Để tụi con quay lại thế giới Bụi Đời của tụi con trước đây. Nếu làm ở đây không có tương lai thì tụi con không tiếp tục làm nữa đâu. Chú Bảy ơi, cuộc sống Dung không quan tâm tới tụi con thì tụi con sẽ trả công việc này lại. Chú cho tụi con cơ hội rồi lại lấy đi, khiến tụi con hụt hẫng lắm. Tôi cảm ơn ông Bảy. Chào ông Bảy. Tụi chào ông Bảy. Chào chú Bảy đi. Con chào chú Bảy. Con chào ông Bảy tôi đi. Lâm, có chuyện gì vậy? Có gì vậy mặt mũi buồn hiu vậy? Đó đã nghe xem nào. Xưởng Sơn Mài gặp chuyện rồi. Có gì không hay đến Xưởng Sơn Mài hả? Có ảnh hưởng đến tiến độ công việc không? Tao xin lỗi mày. Xin lỗi tao? Về chuyện gì? Về chuyện hợp đồng mới ký kết. Có lẽ Xưởng Sơn Mài sắp bị xóa sổ rồi.
cái hợp đồng vừa qua với công ty mày sẽ bị quỷ. Trời, sao gia đình mày lại quyết định như vậy? Gia đình tao muốn dẹp xưởng sơn mài vì có người muốn xây dựng vũ trường trên mặt bằng đó. Tiếc quá, xưởng sơn mài đang phát triển, tao thích cái mẫu tranh đó nữa, những mẫu tranh đầy triển vọng. Đó là tâm quyết của tao giúp mày. Nhưng mà do ông nọ đã quyết rồi, tình hình rất khó lay chuyển. Tiến à, tao xin lỗi, nhưng mày yên tâm đi, bên tao chấp nhận sẽ đền bù hợp đồng cho mày. Vấn đề đó không có đáng ngại, công ty tao sẽ tìm ra những nguồn hàng khác. Nhưng tao chỉ tiếc cho cái mẫu tranh đầy triển vọng của mày. Nhưng thôi, bên tao chấp nhận thanh lý hợp đồng. Thôi, chuyện này tao bằng sao. Giờ mày về nghỉ ngơi đi, trông mày như cả đêm thiếu ngủ rồi đó. Đi. Tao tiễn mày ra. Ôi trời trời ơi, mình ơi mình. Trời ơi, đi đâu vậy? Cần đi đâu rồi nói với em một tiếng chứ. Trời ơi, đi làm chi cho nó cực chứ không biết nữa. Mình mà có bề gì thì em biết làm sao. Đi lại một chút cho khỏe. Nằm hoài một chỗ tôi thấy khó chịu quá đi bà. Thôi, muốn khỏe thì mình cứ nghỉ ngơi cho em. Rồi sau này muốn ra ngoài á, em dìu mình đi ha. Bà yên tâm, tôi nhớ lời của bà rồi. Lúc nào thì cũng rồi rồi rồi. Ê chà, lạ quá ta. Hôm nay bà cắm hoa cho tôi hả? Có mục đích gì đây? Bà muốn lấy lòng tôi phải không? Mấy bữa nay em tới xưởng sơn mài, nhìn thấy thằng Lâm mà em nóng ruột quá. Thằng nhỏ cả ngày cứ quẩn quanh ở xưởng, không ăn uống gì hết trơn á. Ông Bảy ông còn nói thằng cháu nội của mình nó lo lắng đến mất ngủ à. Nó thức trắng cả đêm. Thằng Lâm là cháu nội, lẽ nào tôi không thương nó? Nhưng bà cũng thấy đó, so với thằng Lâm á, con Dung vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Em biết mà, nhưng mà xưởng sơn mài lâu nay là tâm huyết của thằng Lâm. Giờ mình đột ngột hủy bỏ, sao nó không suy sụp được mình? Tôi đã quyết định rồi, lần này tôi tạo điều kiện cho con Dung thì thằng Lâm nó cũng nên thông cảm và nhường nhịn cho chị nó lần này. Em nghĩ dù vậy mình cũng không nên mạo hiểm. Để con Dung nó muốn làm gì thì làm. Bà cũng nên hiểu cho tôi cái việc này. Hãy để cho tôi làm tròn cái bổn phận với đứa cháu gái, để cho tâm hồn tôi được thanh thản bà. Mình còn nói vậy được à? Mình sống với em bao nhiêu năm nay rồi, mình vẫn còn mang nặng tình cũ. Ôi trời, bao nhiêu năm qua mình vẫn dằn vặt với con người ấy, trong khi vợ con cháu nội mình sống ở đây đầy đủ để chăm sóc mình hàng ngày, bằng xương bằng thịt ở đây. Vậy mà tất cả không bằng hồn ma bóng quế. Tôi hận mình, tôi hận mình. Bà Xuân, bà Xuân. Hả? Cái gì? Anh Bình, anh Bình, anh làm sao vậy? Trời ơi, trời ơi, gọi xe cấp cứu cho mau lên, gọi xe cấp cứu cho ba đi. Bác sĩ, ông ngoại còn sao rồi bác sĩ? Dạ thưa ông, nhà tôi đã sao rồi bác sĩ? Dạ xin người nhà hãy bình tĩnh, hiện ông nhà đã qua cơn nguy kịch. Dạ. Nhưng bệnh cao huyết áp, cần phải tránh những xúc động mạnh, sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Dạ. Dạ. Ông ngoại ơi, cho con vào chăm sóc ông ngoại đi. Đi bà. Bà có lo cho ông ngoại mà bà. Cô thôi đi được không? Cô có biết rằng từ ngày cô về cái nhà này, cô bày ra đủ thứ chuyện à, khiến ông ngoại phải suy nghĩ
căng thẳng tái phát bệnh cao huyết áp. Nè, cấm, cấm không được làm phiền ổng nghe không? Cô nghe rõ chưa? Bà nói gì mà bà nghe được hả bà? Ông ngoại của con, sao con có thể làm ông phát bệnh được? Nè, không tại cô thì tại ai? Thiệt là tôi đã rút một mầm quạ về nhà rồi. Còn cả cô nữa đó, có một đứa con gái à, không biết dạy, để cho nó gây biết bao nhiêu là chuyện à. Chút xíu nó làm nguy hiểm tính mạng của ba cô biết không? Mẹ cũng không có lỗi mà bà. Thôi đi, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Nè. Dạ. Dạ. Hai đứa bay á, hai vợ chồng phải để ý á. Cấm, không được để cho nó làm phiền ông ấy nữa. Đây không phải là việc của con. Xin mẹ yên tâm, con biết mình phải làm gì mà. Bà đừng có lúc nào á, bà cũng đổ lỗi và áp đặt cho mẹ con của con hết trơn á. Con thôi đi. Bà chỉ biết hả, suốt ngày chia rẽ tình cảm của con với ngoại thôi à. Ông ngoại con đúng không? Kìa mẹ, nó là con của con thì ba con là ông ngoại của nó. Sao mẹ lại nói vậy? Sáng bực mình nói vậy có sao không? Thôi mình đi đi mẹ. Dạ. Chào anh chị. Mời anh chị ngồi. Tôi cũng có nghe chị Nhung kể nhiều về anh Nam lắm. Hôm nay vợ chồng tôi tới đây nhờ anh giúp. Đều là người nhà à, chuyện gì trong khả năng tôi sẵn sàng giúp. Gia đình cũng chỉ mong anh Nam giúp Dung nhận làm thủ tục cho ủy quyền thừa kế của bà Nhung được thuận lợi và nhanh gọn thôi. Mời anh. Dạ, hôm nay vợ chồng tôi tới đây muốn nhờ anh Nam giúp về việc thực hiện những điều khoản hợp đồng của chúng tôi với lại cháu Dung. Đây là cái bản hợp đồng của chúng tôi và cháu Dung. Anh xem kỹ giúp chúng tôi ha. Như vậy đây là bản hợp đồng vay nợ của Dung sao? Hợp đồng này thì là hợp pháp mà. Anh là luật sư nên biết mình đang nhận công việc nào để thực hiện ha. Tôi sẽ xem xét việc này, rồi có gì sẽ thông báo cho anh chị sau. Tôi cũng mong anh Nam giúp tôi hoàn tất thủ tục và thực hiện các điều khoản trong hợp đồng này. Rồi chúng tôi sẽ có lời cảm ơn luật sư vào dịp khác nha. Vợ chồng tôi cũng xin phép cậu Nam, mình mong hợp tác một dịp khác tốt hơn ha. Dạ. Chào anh. Vợ chồng tôi về. Chào anh. Chị. Anh đẹp không? Gì em? Cũng đẹp. Ở đây đồ đẹp quá à. Đẹp không anh? À? Được không? Không có hợp. Qua bên kia đi. Cái này nha anh. Anh mình muốn sắm cũng nhiều quá ha. Em cứ sắm thoải mái đi. Đối với anh những thứ này không có đáng là bao đâu so với số tiền mình sắp được hưởng. Để anh lựa cho em nha. Kế hoạch của em và anh sắp thành công á thì chắc chắn là thành công rồi. Lúc đó anh với em sẽ là ông bà chủ nổi tiếng ở một cái vũ trường nổi tiếng. Lúc đó mình sẽ giàu có và tiền bạc á sẽ vào túi em như là nước vậy đó. Sao lại là túi của em? Túi của chúng ta chứ. Thì túi anh, nhưng mà cũng do em nắm hết, được chưa? Nè. Để em coi coi. Anh này, không trộm người ta. Alo. Dạ, chú luật sư Hoàng Nam hả? Dạ, con nè. Dạ, dạ, ủa có chuyện gì hả chú? Dạ, rồi rồi rồi, con đến liền, dạ dạ. Có chuyện gì vậy em? Anh ơi, luật sư Hoàng Nam nói có chuyện không hay rồi, mình đi về đi. Đi anh, vậy mình đi tính tiền đi.
Mới tới hả con? Dạ. Chú, có vấn đề gì xảy ra với việc làm thủ tục thừa kế của con hả chú? Chú muốn gặp con để chú tìm hiểu về bản hợp đồng mà chú đang thắc mắc. Có chuyện gì á thì chú cứ nói đi, con đang lo quá. Con cứ bình tĩnh. Chú muốn biết là trước đây con có ký hợp đồng với vợ chồng ông Sơn bản hợp đồng nào không? Mà sao, sao chú lại biết chuyện này? Tức là có bản hợp đồng đó phải không? Vừa rồi vợ chồng ông Sơn có tới đây và nhờ chú lo thủ tục để thực hiện điều khoản hợp đồng của bà Hồng và cháu trước đây. Vậy mà con cứ tưởng có vấn đề về thủ tục nhận ủy quyền thừa kế chứ. Còn cái bản hợp đồng với M3 trước đây á thì không quan trọng, đó chỉ là mấy vấn đề vớ vẩn thôi chú ơi. Nếu bản hợp đồng đó không quan trọng và vấn đề này chỉ là vớ vẩn thì chú không gọi con đến đây gấp như vậy. Nghĩa là sao hả chú? Chú nói rõ hơn chút được không? Chú thấy bản hợp đồng trước đây á có một số điều khoản rất bất lợi cho con. Ủa mà bản hợp đồng đó nói gì hả chú? Ở trong điều khoản hợp đồng ghi rõ con có vay của bà Hồng một số tiền là 100 tỷ đồng. Vì vậy con phải chuyển hết số tiền thừa kế thì mới mong là trả hết số nợ đó. Bà mẹ nó. Trời ơi, làm sao đây chứ? Bây giờ con phải làm sao hả chú? Rất khó. Vì đã giấy trắng mực đen rành rành rồi, khó mà nói ngược lại được. Chú ơi, chú phải nghĩ cách giúp con chứ. Tại con bị cậu Mở Hồng lừa gạt nên mới như vậy. Con đã nói là ông Bảy tham lam lắm mà. Con hãy bình tĩnh đi, chứ nóng giận không giải quyết được chuyện gì đâu. Tất cả tài sản này sẽ thuộc về con, không có ai được quyền đụng đến nó hết trơn á. Cháu gái không ăn cơm sao? Dung, mợ hôm nay tử tế lạ, cũng biết quan tâm đến người khác nữa hả? Nhìn cháu gái chắc là không muốn ăn cơm nhà rồi. Hay là đã no nê khi gặp luật sư Hoàng Nam? Kỳ Dung, ăn cơm cái đã con. Mẹ thấy ngon thì mẹ cứ ăn đi, con không có ăn nữa đâu. Con sao vậy? Từ sáng giờ con có ăn gì đâu. Con không thích ăn, mà con không ăn chung với những người coi con như kẻ thù vậy đó. Cháu gái của tôi ngoan quá, không biết chào hỏi lễ phép với ai hết trơn. Đừng có hòng. Bà tưởng mà chơi tôi dễ hả? Cứ đợi đó. Đúng là đồ lừa đảo mà. Từ trước tới giờ tao chưa chịu thua một ai, tao chưa chịu nhường một ai hết á. Tao không cho phép ai giành bất cứ cái gì mà thuộc về tao hết á. Người nào mà đụng đến tao á coi như chuốc lấy họa vào thân. Tao thề là tao sẽ đấu với vợ chồng mày đến cùng. Nhung hả? Nam đi. Ừ, không có gì đâu. Tại bây giờ Nam đang rảnh, đã định rủ Nhung ra quán cà phê nói chuyện chơi. Ừ, vậy nha. Chào Nhung. Nhung ngồi đi. Lúc đi rồi tôi mới nhớ, anh nói quán cà phê mà không nói quán nào hết. Tôi gọi lại mà anh không nghe máy. Vậy mà Nhung vẫn biết Nam ở đây. Đúng là chỉ có Nhung mới hiểu được Nam. Chỗ này là quán ruột của anh mà. À, dạ mời anh chị dùng nước. Anh kêu luôn thức uống cho tôi đó hả? Lỡ tôi không thích thì sao? Chắc chắn sẽ thích. Đi chung với nhau bao lâu rồi, làm sao mà nhầm được. Cứ gọi cảm giác ít đường là được rồi, đúng không? Mặc dù tuổi tác có qua đi nhiều mà tính tình vẫn không thay đổi ha. Mà cái quán này cũng hay thiệt, nó vẫn vậy hả, không thay đổi gì hết. Cũng chính như vậy mà Nam thích nơi đây. Nó làm cho Nam cảm giác thân quen,
Lần đầu tiên gặp Nhung cũng ở đây. Nghĩ lại thời sinh viên vui quá. Bà vợ dù ít nhiều á, Nam với Nhung đem đây làm chung. Nhiều khi thấy mình chơi còn nhiều hơn học nữa. Anh lúc nào cũng vậy. Lúc học bài thì toàn chơi, mà không hiểu sao đến lúc thi thì toàn là được điểm cao không. Đúng là học tài thi phận ha. Chắc vậy quá. À, ông chủ quán ở đây á cũng nhớ mặt chúng ta, nên có lần Nam nhắc vợ tới đây, ông hỏi nhỏ Nam chia tay cô kia rồi hả? Mới đó mà hơn 20 năm rồi. Hồi đó vừa học vừa chơi, chẳng lo gì cả. Giờ thì người nào cũng có gia đình, công việc đủ thứ chuyện phải suy nghĩ. Nhưng bây giờ không còn chồng bên cạnh, nên có khó khăn gì đó cứ gặp Nam, chia sẻ với Nam, giúp được gì thì Nam sẽ giúp. Cảm ơn anh. Nhưng dù sao thì tôi vẫn còn con gái mình. Khi tuổi xế chiều chắc tôi phải trông cậy vào con với cháu ngoại thôi. Nam có cảm giác gia đình của Nhung không ổn cho lắm. Nhung có đang giấu Nam chuyện gì không? Ngày đêm tôi luôn cầu trời khẩn Phật cho nhà cửa bình an, nhưng không biết đến khi nào mới được cái cảnh gia đình êm ấm, con cái hiếu thảo như bên nhà anh. Không lẽ bé Dung đó sẽ không tốt với Nhung sao? Cũng khó nói lắm anh à. Vì lỗi do tôi là mẹ không tốt, để con phải lưu lạc suốt mười mấy năm trời, nên giờ cũng không thể trách nó được. Khi mà nó có những cư xử hay là một cái điều gì đó trái ý của mình. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Nhưng phần lớn con cái không nhiều thì ít, nó cũng có cái gì đó có thể chút chút khác đi với tính cách của cha mẹ. Còn con Dung thì sao? Nam cũng nhận thấy điều đó. Bản chất của Nhung hiền lành, sống vị tha. Trong khi đó Nam nhận thấy bé Dung là đứa hoàn toàn khác, sống kiểu tranh giành, lại có phần ích kỷ nữa. Anh đừng có trách nó tội nghiệp. Người ta nói ở gần trường thì con hay chữ, còn ở gần lò mổ thì con sát sanh. Chỉ biết là Nam thấy nó không thừa hưởng được chút gì tính nhân hậu của mẹ nó. Có lẽ do cuộc sống của con tôi trước đây quá khắc nghiệt, nên đã hình thành tính cách của nó như vậy. Nói như vậy là Nhung chưa bao giờ nghi ngờ về lai lịch của con cái mình sao? Nhưng Nam cảm nhận được cái sự phân vân trong cách gật đầu của Nhung đó. Lần đầu tiên Nhung gặp con gái, Nhung có cảm giác nhìn thấy chính mình của mười mấy năm về trước không? Tôi... Hay là cảm giác thân quen? Thường thì những người chung huyết thống với nhau, dường như họ có một sợi dây liên kết nào đó, nên ngay lần đầu tiên gặp thì cảm giác thân thuộc đó xuất hiện. Thật ra tôi có cảm giác Dung nó không phải là con tôi. Ngay từ cái ôm đầu tiên, ôm nó vào lòng, nhưng sao thấy nó rất xa lạ. Cũng có thể là lúc thất lạc, con tôi nó còn quá nhỏ. Bây giờ gặp lại thì nó đã trưởng thành rồi. Chắc tôi chưa quen hình ảnh đứa con gái của mình đã lớn rồi, nên mới có cảm giác như vậy đó. Xin lỗi anh. Alo. À, chị nghe rồi. Rồi, chị về liền. Mợ ba gọi tôi, kêu tôi về nhà gấp. Chắc là họp mặt gia đình có chuyện gì đó. Thôi, tôi chào anh, tôi về trước nha. Dạ, con chào mẹ. Chị. Anh nói đi. Chị à, sở dĩ mà em kêu chị về đây để họp mặt gia đình đông đủ, rồi em có chút chuyện để bàn với chị. Có gì cậu cứ nói đi.
Em thấy hiện giờ là ba đang bệnh nặng, bác sĩ đã căn dặn rất kỹ là không được để cho ba xúc động. Nên từ nay nhà có chuyện gì không vui cũng đừng ai nói với ba, kẻo ba bận tâm rồi bệnh lại càng thêm nặng. Đúng rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của ba, nên mọi người có thể đến thăm ba, ăn nói thì phải cẩn trọng. Dạ. Nếu chị mà tán đồng như vậy á, thì từ nay về sau nhà mình có chuyện gì chị em mình á bàn với nhau là được rồi chị ha. Con thấy á, dù sao ông ngoại cũng là chủ gia đình, mọi người á, có làm gì á cũng phải hỏi ý kiến của ông ngoại chứ. Ngoại thấy con cháu của mình bây giờ cũng đã lớn hết rồi, cho nên ngoại cho phép nó bàn bạc với nhau, thống nhất với nhau là được rồi, không cần phải làm cho ông ngoại lo nghĩ nữa. Bà ngoại cấm, cấm không được đứa nào làm phiền ông ngoại. Còn gì nữa thì con nói luôn đi. Dạ, nếu mẹ cũng đã nói như vậy thì con xin nói thêm, từ nay về sau thì cháu Dung sẽ không liên quan gì tới xưởng sơn mài và dự án xây vũ trường nữa. Tại vì con thấy cháu Dung còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, nên không thể kham nổi một chuyện trọng đại như vậy. Nên chính vợ chồng con sẽ đứng ra chịu trách nhiệm trong vụ này. Cùng là người một nhà, nên con không làm nổi á thì cậu mợ làm giùm cho. Chắc không có vấn đề gì đâu con ha. Chị, vợ chồng em tính vậy chị thấy làm sao? Ừ, chị thấy vậy cũng tốt. Cậu mợ có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh hơn cháu nó, làm thì chắc chắn sẽ tốt hơn. Mẹ, nhưng chị thấy chuyện xây vũ trường thì cũng phải nên cân nhắc. Em nghĩ là sẽ tiến hành ngay đó chị. Nếu chậm trễ thì sẽ có người nhảy vô làm trước, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn. Chị ơi, cái gì mới á thì mình phải nhảy vô làm lẹ mới hơn được. Để lâu nó nguội, không còn nhiệt huyết, làm cũng bớt hay đó chị. Cái này là một ý tưởng kinh doanh hốt bạc, nên chị không cần phải lo. Cái chuyện tài sản bị thất thu là không có đâu. Nói ra thì cậu mợ phải cảm ơn cháu Dung nhiều lắm, vì con đã nghĩ ra một cái chuyện kinh doanh tuyệt vời như vậy. Nếu chị không phản đối thì tụi em sẽ làm dự án liền, rồi nhà mình sẽ phất lên nữa đó chị hai. Gia đình mình trước giờ chỉ quen làm mỹ nghệ sơn mài, giờ mở ra làm vũ trường, chân ướt chân ráo mà làm, chị thấy mạo hiểm quá. Vợ chồng Sơn chắc cũng đã lường trước cái chuyện này rồi, nên cô không phải lo nữa đâu. Dạ. Tôi nghĩ Sơn bây giờ là con trai trong gia đình. Dạ. Đứng ra gánh vác công việc của gia đình, và nó sẽ đứng ra thay ba nó. Nhà này từ trước tới giờ không ai có cái thái độ mà hầm hực với người lớn, rồi đùng đùng bỏ về phòng, không thèm nói một tiếng. Không biết giống ai mà có cái thói mất dạy như vậy. Cô nên dạy con cô lại đi. Tôi thấy cái tính bụi đời ngổ ngáo của nó cũng chưa thay đổi đâu đó. Thôi, mọi người giải tán đi. Làm cái gì vậy? Con bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Mày còn kêu con bình tĩnh được nữa hả? Mày không thấy họ đang ăn cắp ý tưởng kinh doanh của con hả? Trời ơi, nếu mà chỗ con á xé họ ra làm hai được hả, thì con cũng làm nữa. Mày không bênh vực cho con gì hết. Họ mới nói một cái là mày ừ liền à. Đúng ra mày phải dành lại cho con chứ. Dành vực gì ở đây hả con? Chúng ta cùng là người một nhà mà. Người này hay người kia làm, mẹ nghĩ cũng như nhau thôi. Mẹ nghĩ nếu con thích đó, thì con cứ theo phụ cậu mợ một tay, có gì cậu sẽ chỉ bảo cho con, như vậy cũng tốt mà. Con không có thèm. Thả, để cho con làm, không thì thôi. Chứ đừng có bắt con cứ tò theo đuôi ổng. Tính cướp của tôi hả? Đừng có hòng. Tôi sẽ không bao giờ để cho vợ chồng các người lợi dụng công sức của tôi nữa.
tôi nhất định sẽ có cách làm chủ. Coi kìa, người trong gia đình với nhau, tại sao con lại giành giật đấu tranh như là kẻ thù vậy? Mẹ thấy con ít kinh nghiệm mà làm một dự án lớn như vậy không ổn cho lắm đâu con à. Để cho con mở con làm, mẹ nghĩ có lẽ chắc là... Thôi đi, mẹ đừng có suốt ngày theo phe họ được không? Đúng ra mẹ phải đứng về phía con chứ, mẹ phải nghĩ cách gì giúp con để con được làm chủ chứ. Con hiểu rồi. Thôi nếu mẹ không giúp được gì cho con thì coi như con bất hạnh vậy. Tuy là mẹ không giúp gì cho con, nhưng mẹ sẽ ở bên cạnh con. Mẹ sẽ... Thôi mẹ thôi đi. Nè, làm gì mà gọi như giặc vậy? Chạy không kịp thở luôn à? Tưởng đâu là chuyện gấp gáp, chỉ là rủ tới đây chơi thôi hả? Tôi không có rảnh mà kêu anh tới đây chơi đâu. Sắp trắng tay rồi đó anh biết không? Cái dự án xây vũ trường đã bị cậu mợ phỏng tay trên rồi kìa. Lo gì, em còn ông ngoại bảo kê mà. Sao không kêu ổng ra mà chống lưng cho em? Bây giờ ông ngoại đang bệnh nặng, nhập viện rồi kìa. Bây giờ em không gặp được ông ngoại, nếu ông ngoại đột ngột chết đi á thì coi như đời em không còn một cái gì nữa hết á. Mà còn phải ngửa tay xin tiền thì làm gì có tiền ăn chơi. Đến lúc đó hả, thì những mơ ước của mình, kể cả những cái diễn cảnh sống thượng lưu giàu có, cũng sẽ không còn nữa đâu. Mà tiền của mẹ thì không còn biết còn được tới ngày nào. Với cái tính hiền lành của mẹ như vậy á thì có ngày cậu mợ cũng sẽ cướp sạch hết. Lúc đó thì một xu cũng không có, huống chi là đến những chỗ vui như vậy. Thôi đi. Ủa, mẹ em kêu anh ra đây á để uống rượu vậy hả? Biết vậy á, họ kêu anh ra đây làm cái gì? Em tính đâu á là anh sẽ quan tâm hay tâm sự với em? Anh làm người yêu kiểu gì vậy? Nghèo như vậy á hả? Thôi đi về cho rồi luôn đi, ở đây làm cái gì? Nè, cô im nghe chưa? Giờ mà tôi còn ngồi bên cạnh cô á là may lắm rồi. Chứ nếu người khác á là tôi đã bỏ đi rồi. Tại sao anh đối xử với bạn gái của anh như vậy? Cái lúc người ta đang cần anh á thì anh bỏ đi. Ừ, thì bây giờ cô cần tôi, chứ tôi đâu cần cô đâu. Trước giờ tôi chỉ chơi với những người cùng đẳng cấp với tôi thôi. Còn những kẻ thất bại và nghèo hèn không phải là đối tượng xứng đáng để mà tôi chơi chung. Cô hiểu chưa? Cô nhìn gì tôi vậy? Thì em nhìn người yêu của em đó. Hả? Thôi em xin lỗi anh mà, tại lúc nãy em nóng quá nên em mới lớn tiếng với anh như vậy á. Tại cái tin này làm em sốc quá nên em nói như vậy, chứ em không có dễ dàng để cho họ phỏng tay trên của mình đâu. Bây giờ em định làm gì hả? Hiện tại thì em chưa có biết, nhưng mà em sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ lấy lại những gì thuộc về em. Nếu mà được vậy á thì tốt. Tới lúc đó em và anh á sẽ cùng làm chủ. Chúng ta sẽ tha hồ hưởng thụ trên đống tiền lớn. Rồi những ước mơ của chúng ta sẽ diễn ra như chúng ta từng mơ ước. Rồi em và anh á sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Thiêu dệt mộng đẹp nhiều quá đó. Để chờ xem sao đã nha. Thôi ra nhảy đi. Ủa, bộ chuẩn bị phong thấp hả? Dạ, đâu có. Tại tôi thấy trời đây cũng mát, mà sao tôi thấy chú đổ mồ hôi nhiều dữ vậy? Chẳng qua là cái tính của tôi kỳ cục vậy đó, cứ lo lắng chuyện gì là mồ hôi chảy ròng ròng mà. Dạ, có phải cô vào đây để thông báo chuyện giải tán Sương Sương Mài theo ý của cô Dung phải không ạ? Trời đất ơi, tôi vậy mà đi nghe lời con nhỏ đó hả? Tôi cấm chú không được nhắc tới con nhỏ đó ở trước mặt tôi à. Dạ. Tại ba tôi bệnh còn nằm trong bệnh viện á, nên từ nay Sưởng Sơn Mài có chú với lại thằng Lâm trực tiếp quản lý. À, cậu Lâm kìa. Ủa mẹ, ngồi đi. Chúng cậu mày, ngồi đi cậu. Nè, mẹ cậu mới thông báo
là tôi với cậu tiếp tục quản lý xưởng sơn mài đó nha. À, vậy hả mẹ? Hai người cứ thoải mái làm việc đi. Bây giờ không ai có quyền can thiệp vào cái xưởng sơn mài này nữa đâu. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Thì ra bấy lâu nay mẹ ủng hộ đam mê của con. Vậy mà con không có biết gì hết. Mẹ cứ tin ở con, nhất định con sẽ làm tốt công việc của mình. Xưởng sơn mài này sẽ mở rộng sản xuất cho mẹ coi. Ừ, thì sao cũng được. Thôi, mẹ đi về đây. Cứ nói chuyện tiếp đi. Dạ. Để con tiễn mẹ. Con đi nha chú. Để con xách cho mẹ. Trời ơi, con làm cái gì vậy? Hư hết của người ta rồi. Thôi thôi, để nó đi. Năm năm, lại đây. Dạ. Con lại con sửa này giùm chú coi. Con để nó đi, để cho nó lại. Lại đây. Đó, con bào cái cây này cho chú đi. Nè, cây này nè. Nhớ giữ chặt hai tay đó nha. Rồi, giữ chặt hai tay vậy đó. Ừ. Trời ơi, bào cũng không được nữa. Thôi, được rồi. Bỏ đi, qua đây. Qua đây nè. Cái này chắc mày làm được đó. Xếp hết đống này lên kệ cho tao. Xong rồi quét dọn sạch sẽ cái chỗ này luôn. Làm đi, nhìn tao hoài vậy. Nhanh lên. Chú Bảy, sao bà đến đây làm gì vậy? Chú Bảy à, Út Mây. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Anh có tin vui cho em. Cái gì vậy? Buông ra, buông em ra. Trời, anh kỳ quá à, có chú Bảy đây mà. Không sao, anh vui quá. Ngồi xuống, ngồi xuống. Chuyện gì? Mẹ anh mới tới. Em biết rồi. Mà sao? Thì chắc là mẹ anh hối dẹp xưởng hả? Tầm bậy không à. Không phải như vậy, mà là ngược lại. Mẹ anh nói, kể từ nay không có ai được đụng chạm tới xưởng sơn mài của mình nữa. Anh nói thiệt không? Thiệt. Ôm vậy không kỳ hả? Dạ, tại con vui quá chú Bảy. Thôi, hai đứa cứ tự nhiên đi, để tôi đi ra ngoài ha. Anh này, anh đi gọi cho anh Tiến liền đi. Báo với ảnh là xưởng sơn mài mình sẽ hoạt động trở lại, để ảnh khỏi cứ đặt hàng khách hàng khác lẻ đi. Dậy đi con, dậy xuống ăn cơm nè. Bộ con bệnh à? Con thấy trong người sao? Đâu có sốt. Bây giờ thì con không bệnh gì cả, nhưng mà thời gian nữa con sẽ bệnh đó. Có ai mà không bệnh đâu. Thôi, không có giỡn nữa, xuống ăn cơm nè. Mọi người đang chờ đó. Con không có ăn đâu. Sao vậy? Hay con ăn gì rồi hả? Con chưa có ăn gì hết. Và con cũng sẽ không ăn gì hết á. Sẽ tùy thuật. Khi nào mọi người cho phép con gặp ông ngoại á thì con mới ăn cơm. Thôi, đừng có trẻ con như vậy mà con. Chỉ có trẻ con mới bỏ ăn để yêu sách này nọ thôi. Đi con. Đi. Mẹ thả con ra đi. Con đã nói là con tuyệt thực mà. Con chỉ muốn gặp ông ngoại thôi. Con muốn nói cho ông ngoại biết tất cả những chuyện mà vợ chồng của ba làm. Có chuyện gì thì con đợi ông ngoại khỏe hẳn đã. Sức khỏe ông ngoại giờ không tốt. Con mà nói chuyện xấu ra, ông ngoại sẽ buồn. Có khi lại xảy ra chuyện không hay nữa. Mà nói cứ chần chừ không nói hả? Sợ có ngày không nói được á. Lúc đó biết tính sao đây hả mẹ? Thôi, một điều nhịn chính điều lành mà con.
cậu mở làm dự án vũ trường thì đó cũng là điều tốt cho con thôi. Một mình con làm dự án lớn như vậy, sợ làm không xuể. Tại sao mà mẹ cứ suốt ngày theo phe của cậu mợ vậy? Không phải mẹ theo phe của họ, mẹ chỉ nhìn thực tế làm sao mẹ nói vậy thôi. Mẹ nói mà nhìn thực tế, mà mẹ có thấy thực tế là họ đang ăn hiếp con không? Rồi mẹ phải hợp tác với con để giành giật lại cái dự án đó mới đúng chứ. Còn nếu mẹ không giúp được con thì để con làm một mình. Mẹ đừng có nói nữa, tụi này con sẽ tuyệt thật. Nhìn mặt cậu Lâm như vậy á, biết là mình nói đúng rồi đó. Tiến đã hủy bỏ cái hợp đồng cũ rồi. Vì Tiến đã ký được hợp đồng mới lớn hơn nữa đó. Cái gì vậy anh? Là sao? Cái gì? À, thì ra anh dám bắt em chú Bảy hả? Chết nè. Chú Bảy, chết nè. Không mang hết con gái mình. Thôi. Em đâu vậy? Đi về báo tin cho nhóm Bụi Đời biết được không? Con đi nha chú Bảy. Ừ, trời ơi. Nói thương mình mà không thấy lo lắng cho mình gì hết á. Dù mình nói là tuyệt thực nhưng cũng phải để dành phần sẵn cho mình chứ. Có người nói á là tuyệt thực, vậy mà nửa đêm á lại rón rén xuống bếp lục tìm đồ ăn. Thật ra là chị Nhung có chừa phần cho cô, nhưng mà tôi nghe cô nói cô tuyệt thực nên tôi đã giúp cô bằng cách đổ cơm cho mấy con chó ăn hết rồi. Sao kỳ vậy? Mọi khi cô hung dữ với tôi lắm mà, sao nãy giờ nín thinh vậy? Không ăn miếng trả miếng với tôi sao? Chắc là biết thân biết phận mình rồi chứ gì. Cô nhớ lại mình là ai rồi phải không? Tưởng có người chống lưng thì muốn làm gì làm sao? Bây giờ thì không còn ai chống lưng cho cô được nữa. Cô liều hồn nha. Bà đừng có thách thức tôi. Bà cũng biết á, là anh Hùng không có bằng thằng Liều. Rồi sao nữa? Thì thằng Liều á, chẳng có cái gì mà để mất hết á, nên cái gì vậy cũng dám làm. Vậy thì để tôi chờ xem coi, cái thằng Liều này nó có dám làm chuyện gì nữa không? Nó sẽ tìm cách tiếp cận cho được ông ngoại của nó, để nói cho ông biết á, một sự thật kinh hoàng. Không biết chuyện gì mà kinh hoàng vậy? Bà thì lúc nào mà chẳng giả dối, nên lúc nào cũng tự dối lòng mình. Tôi biết điểm yếu của bà đó, nên đừng làm cái vẻ thản nhiên đó. Tôi sẽ nói hết cho ông ngoại nghe về câu chuyện giả dối của bà, để tất cả cùng chung xuồng cùng chết. Vậy thì cô cứ làm, tôi sẽ chờ xem. Chị hai, có chuyện gì mà chị khóc vậy? Chị ngồi đi. Nè, sao vậy chị hai? Từ ngày ông ngoại bệnh tới giờ á, Nhung nhớ ông ngoại lắm mà không được vô thăm ông ngoại gì hết trơn á. Trời đất, chuyện có vậy mà chị khóc đó hả? Không phải, Dung có nhiều chuyện buồn cộng lại lắm, nên là Dung buồn nên Dung mới khóc á. Rồi vậy thì trong người chị có bao nhiêu chuyện buồn á, chị kể hết đi, em sẽ không dễ nữa. Em ngồi nghe chị kể. Không biết có nên nói Lâm nghe không nữa, nói ra sợ Lâm buồn. Chị hai à, có gì cứ nói đi, dù là bất cứ chuyện gì á em cũng chịu được hết á. Mà cũng tại mẹ Lâm hết trơn á, suốt ngày cứ ăn hiếp Dung không à. Tối ngày á mẹ Lâm cứ nghĩ xấu về Dung không à, cứ sợ Dung giành giật tài sản của mợ, cho nên lúc nào mợ cũng làm khó dễ Dung hết trơn á. Thôi chị cũng đừng buồn nữa,
Cuộc sống này còn có những cái còn đáng quý hơn tiền bạc nữa đó. Chị đừng có quá ham muốn tiền tài mà đánh mất hạnh phúc mình đang có. Em thấy tài sản quý giá nhất của chị bây giờ chính là người mẹ mà bấy lâu nay chị không có. Ừ thì Dung cũng biết mà. Chị hai à, nếu chị muốn sống thoải mái và hạnh phúc hơn thì chị cần phải xem tiền bạc chỉ là phù du thôi. Nói vậy, không lẽ trước đây Lam nghĩ Dung là người trọng tiền bạc hả? Ý là Lam muốn nói Dung tham lam cho nhanh tài sản chứ gì. Quá ra Lam cũng y như mà ba vậy đó. Lúc nào cũng nghĩ xấu Dung hết đó. Lúc nào cũng nghĩ là Dung muốn tranh giành tài sản hết đó. Thật ra em cũng nghĩ chị là người như vậy đó. Nhưng em khác mẹ em, em có sự thông cảm cho chị. Có nghĩa là Lam nghĩ Dung nhất thời như vậy thôi, chứ bạn chắc không có xấu xa ham tiền đúng không? Không. Vậy thì, vậy thì giờ Lam thông cảm cái gì chứ? Thì em thông cảm cho chị. Vì sao chị trở nên như vậy? Bởi vì người ta luôn bị tranh giành, thì họ sẽ luôn trong tư thế muốn được giành giật và chiếm đoạt trước khi họ bị chiếm đoạt. Chị hai à, em cũng muốn khuyên chị một điều là... Lâm cứ nói đi, Dung đang nghe nè. Ý em là chúng ta đang ở trong một gia đình, trong một mái ấm, chứ không phải là ở lề đường, nên chúng ta không thể xử sự với nhau bằng nắm đấm được. Lâu nay em cũng biết mọi chuyện trong nhà, nhưng em không quan tâm. Em không cần tiền, em chỉ cần được sống với đam mê và lý tưởng của mình thôi. Trước giờ chưa có ai khuyên bảo tận tình cho Dung như Lâm hết trơn. Lâm làm Dung xúc động quá. Bây giờ thì Dung đã hiểu rồi. Bấy lâu nay mình nghĩ sai nhiều thứ quá. Thôi, chị đừng có khóc nữa. Hiểu ra được là tốt rồi. Từ nay Dung sẽ thay đổi và làm theo lời của Lâm. Mà khi nào Lâm có vô thăm ông ngoại thì nói với ông ngoại là Dung rất là nhớ ông ngoại, mong cho ông ngoại mau khỏe để về nhà. Dung sẽ dẫn ông ngoại đi biển như hôm nọ vậy đó. Hay là khi nào mà Lâm vô thăm ông ngoại Lâm cho Dung đi theo với nha. Dung muốn biết tình hình sức khỏe của ngoại bây giờ ra sao lắm. Để em suy nghĩ lại ha. Nhớ nha, Lâm suy nghĩ nhanh nha. Dung bây giờ hả, lúc nào cũng trông chờ từng ngày để được vô thăm ông ngoại hết á. Em biết rồi. Thôi Dung đi về nha. Không làm phiền Lâm nữa đâu. Cảm ơn Lâm nhiều lắm. Chị hai về. Bye bye. Hả? Con Dung mà nó cũng có nước mắt nữa hả? Trời ơi, chưa có gì ngạc nhiên bằng cái chuyện mà nó khóc đó. Em nghĩ nó là đứa không bao giờ có nước mắt được hết á. À đúng rồi đó. Nó giống như là một cái con người băng giá, không có biết khóc đâu. Tầm bảy tầm bá. Ông này làm hết hồn à. Ủa, có phát kiến gì mới hả tiến sĩ? Nghiên cứu cho thấy là mấy người nói sai hết rồi. Gì trời? Thật ra là con Dung nó có tình cảm, có nước mắt, nhưng mà nước mắt chỉ dành cho chính nó và cho cái này nè. Biết cái gì không? Nó khóc vì tiền. Nó yêu tiền. Nó thương tiền. Hơi tiền mất là nó khóc à. Nó khóc. Trời ơi. Nè, lấy đi, cho đó. Lấy liền à? Khoan, lấy tiền của tôi là phải làm con tôi đó. Dạ vậy thôi, cảm ơn tiến sĩ. Tiền là giấy bạc do đời in ra. Người ta giấy bạc đầy nhà, cho nên mới được gọi là chồng em. Tiền ơi, hết thuộc rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Con không có chịu nổi ba luôn nữa ba. Chị Dung khóc
Vì nó là nhớ ông nội nên muốn vô bệnh viện thăm ông nội. Vậy thì anh nên tranh thủ vào thăm ông nội đi. Anh cũng định đi nè. Anh dẫn em theo có được không? Em cũng muốn vô thăm ông nữa. Với lại anh rủ Dung theo nha. Em nghĩ chắc là nó có tình cảm với ông nội thiệt á. Anh nè, biết đâu nó không tốt với người này mà lại tốt với người khác thì sao? Vậy để anh rủ chị Dung đi cùng. Đừng, không được. Ông nội tụi bay đang bệnh mà tụi bay cho con rắn độc tới thì ông nội tụi bay bệnh nặng thêm đó. Đâu là rắn độc hả? Đó. Đâu? Thì nó đó. Đừng. Hả? Đừng, tôi sợ rắn lắm. Tôi sợ rắn độc lắm. Thì hả? Tôi sợ lắm, đừng cho rắn lại gần tôi. Thôi, chắc là ổng lên cơn thôi, anh đừng có để ý. Hay là bây giờ mình đi thăm ông nội của anh luôn đi nha. Cũng được. Thôi, để anh đổ chị Dung đi. Đó. Hả? Dạ. Rắn. Rắn đâu? Ở đâu? Rắn đâu? Sao ông tránh nó ra mà dắt nó theo vậy? Trời ơi, thôi, thôi. Mày tưởng tao khùng hả? Dạ. Chứ còn gì nữa? Tao không có khùng, mà tao điên. Tao điên vì tao sai. Tao điên thế sự đổi thay. Tao điên. Trời ơi. Hả? Rắn, rắn, rắn độc mày đi. Ơi. Không biết ông ngoại giờ đang thế nào hả? Nhìn thấy tụi mình vô thăm chứ ông ngoại vui lắm á. Từ ngày ông bệnh mình chưa có dịp vào thăm ông nữa. Nè, em xưng mình với ai vậy ta? Có lẽ với chàng Lâm này đúng không? Hai người này lẹ lẹ lên đi, vô thăm ông ngoại mà cứ này nọ linh tinh. Rồi em xin lỗi, nhưng mà chị nên nhớ là ông đang mệt, không được khóc bù lu bù loa nha. Chưa ba, tụi bay là cái đồ bất hiếu. Ba, tao không có những đứa con như tụi bay. Đi đi. Ba, con xin lỗi ba. Mọi chuyện không phải con đâu ba. Ba. Ba ơi, xin ba tha tội cho vợ chồng con. Tất cả mọi chuyện này không phải lỗi của vợ chồng con đâu ba. Ông. Phải đó ba. Không phải vợ chồng mày. Ông à. Vậy chính là ai? Hả? Cái đồ gian tham. Ba, tụi bay. Tụi bay còn dám qua mặt tao nữa phải không? Dám gạt tao. Hả? Tụi bay dám dựng lên một tấm màn kịch để nhận một đứa cháu hờ. Hả? Để lừa dối tao à? Đồ bất giải. Tao đã quyết rồi. Tao sẽ truất quyền thừa kế của tụi bay và để cho vợ chồng tụi bay đi ăn xin. Ba. Ba. Ông. Ông dám đối xử với con trai như vậy sao? Tôi lại ông mà. Ông từng tàn nhẫn với nó như vậy. Ba. Nó là con trai của ông mà. Ba đi đi. Đi đi. Ông vừa nói cái gì? Bà đi cho khuất mắt tôi. Ông mẹ. Bà. Bà cũng là một cái loại độc ác. Bà cũng như tụi nó thôi, là một cái lũ tham tiền. Cả ba mẹ con của bà là một vua. Trời ơi. Trời ơi. Sao tự nhiên bà lại cười? Chị sao vậy? Đâu có đâu. Thì thấy vui khi sắp được gặp ông ngoại thôi mà. Đi thôi, lẹ lên. Ông ngoại. Con chào ông. Ông ngoại ông nội, khỏe không? Ông nội khỏe không? Con nhớ ông ngoại nhiều lắm. Tụi con mới tới hả? Dạ. Con chào ông ạ. Được chứ nội. Được con rồi, con bóp cánh tay cho ông ngoại. Ông ngoại thấy dễ chịu hơn không ông ngoại? Công việc nhiều hay sao mà lâu quá rồi ông không thấy con vào thăm ông vậy? Dạ không có đâu nội, tại vì sợ ông nội mệt nên mà nội nói để ông nội nghỉ ngơi. Con à, công việc của con như thế nào Dung? Ông ơi, công việc của con không Mời tất cả người nhà ra ngoài, đã đến giờ khám cho bệnh nhân rồi. Dạ đi anh. Dạ con chào. Trời bà ơi.
Cháu gái bữa nay vô tới đây để thăm ông ngoại hả? Vui ha. Ông nội con tới giờ ăn rồi đó. Hai đứa đi ra mua cháo cho ông ăn đi. Dạ. Thôi để Lâm Út May đi thôi. Nè ông nghỉ nha. Con ra đây. Ra đây cho bà nhờ chút việc. Nè đi. Thế nào cô cháu gái? Bác sĩ đến kịp thời chứ? Thì ra chính là bà đã. Ừ. Tôi đó. Tôi cho bác sĩ vô để ngăn chặn cái sự tọc mạch của cô. Cô thấy sao? Bà cao tay lắm. Bà đã cao tay chặn mất đường đi của tôi. Nhưng bà nhớ nè, bà già rồi, bà có thể chặn tôi lần này, bà đâu chặn tôi hoài được đâu, phải không? Hình như cô không biết sợ lệnh cấm của tôi hả? Lệnh cấm hả? Còn lâu á. Như vậy là cô muốn cô mạnh tay hơn hả? Bà định hù dọa tôi hả? Hù hay không thì cô cứ thử đi. Thử đi rồi sẽ biết. Nè, tôi đang nói với cô đó. Trả lời đi chứ. Biết hả? Dầm dầm cái gì? Đi. Đi khỏi ngay cái bệnh viện này đi. Trước khi tôi làm cái điều mà cô phải hối hận đó. Đi. Ủa? Chị... Ủa Dung? Đâu sao vậy? Sao Dung không đợi bác sĩ khám xong rồi vào? Dung có việc gấp, Dung phải đi về. Ủa? Chuyện gì vậy anh? Ủa? Thôi, sao nội? Dung nó có việc bận, để nó về ha. Thôi, lúc khác ghé thăm ông cũng được. Ơi, lúc nào bà cũng ở đây để đưa nó vô thăm ông cũng được. Dạ. Thôi. Chào bác sĩ. Vô thăm ông đi. Dạ. Mời bà qua đây có chút việc. Mời bà. Dạ. Ông nội xem nè. Người yêu con mua cháo cho ông nội nè. Cảm ơn hai con nha. Nội, Út May bây giờ đâu còn là người xa lạ đâu mà nội cảm ơn. Anh dạ không có gì. Cái anh này. Nhưng ông phải công nhận, từ ngày mà Lâm yêu Út May tới bây giờ, ông thấy nó chững chạc hơn, nhất là trong công việc. Sự sáng tạo nghệ thuật thăng hoa rất nhiều. Nội không biết mà, chỉ có ông nội mới hiểu con thôi. Cho nên ông nội nè, ông nội phải mau hết bệnh á, để về còn xem công việc của con thăng hoa nhiều hơn nữa. Hai con hãy cố gắng lên. Ông tin là xưởng sơn mài sẽ khởi sắc bằng bàn tay và khối óc của hai con. Con cảm ơn ông đã tin tưởng giao cho con và anh Lâm. Tụi con sẽ cố gắng hết sức để cho xưởng sơn mài đi lên mạnh hơn. Nhưng mà sợ gì? Sợ năng nghiệp hả? Không phải. Giờ chị sợ con không được tiếp tục làm việc ở xưởng sơn mài nữa. Đâu có còn cái gì trở ngại nữa đâu con. Ông nghe bà nội con nói, Dung nó đã suy nghĩ lại và bỏ ý định xây vũ trường mà. Dạ, vậy là ông đồng ý không? Ông, nhưng mà ông phải nhanh hết bệnh nha, để mau khỏe còn về nhà nữa đó. Được rồi. Nếu không, anh Lâm và con sẽ không tập trung làm việc được đâu ạ. Đúng rồi đó nội. Dạ, con cũng cảm ơn ông vì ông đã ủng hộ việc mở rộng xưởng sơn mài. Thôi được rồi. Nè, hai con hãy cố gắng làm tốt công việc đã bắt đầu. Dạ. Hãy hết mình với công việc mà các con yêu thích. Ông hy vọng là hai con sẽ thành công. Ba. Chào cô. Dạ. Con chào bác. Ba thấy trong người khỏe không ba? Hôm nay ba thấy trong người ba khỏe rồi đó con. Đây là Út May, bạn gái của thằng Lâm đó con. Cái tên. Thưa ông nội, thưa cô hai, tụi con dự định là em nghĩ bây giờ còn quá sớm để mình bàn chuyện này đó. Cả anh và em đều còn quá trẻ, với lại chúng ta còn đang có một tâm huyết lớn là dành cho công việc ở xưởng sơn mài mà, đúng không?
chúng ta có thể thực hiện hai công việc song song mà, đúng không? Ơi, hai con cứ vừa lo công việc ở xưởng sơn mài, vừa tính cái chuyện kia luôn. Như vậy một mục tiêu mà trúng hai đích đó. Thấy chưa, ông nội cũng ủng hộ đó. Dạ thưa ông, còn có rất nhiều người cần đến sự phát triển của xưởng sơn mài để thay đổi đời sống của họ, nên chuyện riêng con xin phép được gác lại. Những người mà con đang nhắc đến có phải... Dạ, đó là những người bạn bùi đời của con. Tuy là họ nghèo tiền bạc, nhưng mà họ rất giàu tình cảm. Họ là những người rất là tốt và đang rất là cần có một công việc đó. Con biết lo cho người khác như vậy là rất quý. Con còn nhỏ mà có suy nghĩ lớn. Dạ. Ông rất vui khi con và Lâm lại có chí hướng lớn như vậy. Ông hoàn toàn ủng hộ chuyện tình cảm của hai con, cũng như công việc của Lâm và Út May. Ông hứa là khi nào mà ông thật khỏe rồi, ông sẽ đến thăm các bạn của hai con. Dạ. Dạ, con cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Con cảm ơn ông nội. Con chúc cho ông mau hết bệnh và luôn mạnh khỏe. Cảm ơn con. Dạ, xin phép ông, con về. Về con. Con ra ngoài này một chút nha ba. Cô đứng lại, tôi có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì thì lúc khác nói, bây giờ tôi mệt rồi. Mẹ cô vô bệnh viện thăm ông ngoại rồi. Nhà này trong lúc này chỉ có 3 người thôi. Tiện thể nói chuyện luôn. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Nói đi, tôi nghe đây. Nhanh thôi, giai đoạn cuối thanh lý hợp đồng đó mà. Bà nói thanh lý á, là thanh lý được ngay hả? Không có được, tôi chưa sẵn sàng. Tôi không biết cái sẵn sàng của cô là đến khi nào, nhưng tôi biết một điều, là đã đến lúc cô thực hiện hợp đồng trước đây của chúng tôi. Đây là phần của cô, cầm lấy rồi ra đi êm đẹp đi. Cô phải bỏ trốn, hãy tạo một vụ mất tích lần thứ hai. Nếu tôi nói là không thì sao? Ngoan ngoãn mà làm theo như thỏa thuận ban đầu đi. Hãy nhớ những gì ghi trong hợp đồng. Bao nhiêu đây? 200 triệu. Mã số là ngày tháng cô về cái nhà này đó. Cái gì? Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Cả hai người tham lam quá vậy. Coi chừng nuốt không trôi số tiền đó đâu. Nè, cô đừng có được voi đòi tiên nha. Cái số tiền này là con số cô có sống cả đời ở ngoài đường cũng không mơ tới được đâu. Tốt nhất cô đừng nên giở trò gì. Nếu không, thiệt thân thì ráng chịu. Nói tóm lại á, chúng tôi muốn cô phải làm cho êm đẹp, không quấy rối nữa. Nếu không thì... Nếu không thì sao? Nếu không á, thì sẽ có bàn tay của giới giang hồ giúp tôi sờ gái cô. Cậu mợ quên mất á, là tôi xuất thân từ đâu hả? Bà đừng có lấy giang hồ ra mà dọa tôi. Quen tai lắm rồi. Tụi bay á, chỉ là giang hồ nửa mùa thôi. Giang hồ ao làng lại thích sánh vai cùng giang hồ ở ngoài biển hả? Tôi nói cho cô biết, giang hồ thiệt á, là dám ra tay làm cho biến mất. Họ có thể giúp một người biến mất khỏi thế gian này êm ái tới mức không một ai biết đâu. Không hiểu sao gặp con á, bác có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, giống như là bác đã từng gặp con ở đâu rồi á. Bác ơi, cuộc sống này á có nhiều chuyện là như vậy đó.
con thỉnh thoảng cũng gặp những giấc mơ lạ lắm. Là làm sao? Nói cho bác nghe đi. Con mơ là con gặp một vài gương mặt. Có điều lạ là con khó giải thích là con chưa từng quen biết họ, nhưng mà lại có cảm giác rất là thân thiết. Và ngay sau khi tỉnh dậy thì con lại quên hết. Cho nên bác biết không, nhiều khi con muốn ngủ hoài để được gặp họ, nhưng mà không được. Con là con người của công việc, lại luôn sống vì người khác, thì làm sao có thể ngủ hoài được. Bởi vậy con chưa gặp lại họ là đúng rồi. Chưa gặp lại được họ, nhưng mà may mắn hơn là con được sống hàng ngày cùng với mọi người trong xóm Bùi Đời. Với con đó là một hạnh phúc rất là lớn. Họ biết sống vì nhau và luôn khao khát lương thiện. Họ có thể chịu cực khổ, chứ họ không chịu sống một cuộc sống bị người đời khinh khi, rẻ rúng. Bác muốn làm một việc gì đó góp phần cho những con người kém may mắn như họ. Nếu như bác muốn giúp đỡ mơ ước của con và Lâm, con có đồng ý không? Trời, vậy thì còn gì bằng ạ. Những người bạn ở sống Bùi Đời của con sẽ rất là vui khi có sự giúp đỡ của bác. Nè em, thì chờ tháng sau. Không biết tới khi nào thì anh mới ở bên em thực sự hả anh? Không còn bao lâu nữa đâu em, hãy tin ở anh. Em chờ ngày đó lâu quá rồi. Em chỉ cần một cuộc sống có anh thôi. Khi mà có anh rồi hả, thì cuộc sống thiếu thốn cỡ nào em cũng vui hết á. Anh Tiến. Tiến hả? Nè, tụi tao mang hàng tới giao kìa, mày cho người ra kiểm hàng đi. Ủa, lẽ vậy? Ừ, thì do mọi người được đi làm lại đó, nên chứ lại cộng thêm lòng yêu thích công việc nữa, nên họ quyết tâm làm ngày làm đêm luôn. Sản phẩm mà làm gấp như vậy đó là coi chừng là kém chất lượng đó nha. Không có vấn đề gì hết, tao đảm bảo với mày á, lô hàng này sẽ đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ luôn. Có lỗi hay là sơ suất gì không? Cái đó mày yên tâm đi. Anh Tiến à, trời ơi, làm cái gì mà khó khăn với tụi em thấy ghê luôn á. Công việc cũng như tình yêu, chỉ cần đúng người đúng việc thì người ta có thể làm những việc gấp đôi khả năng của mình đó. Ghê chưa, mới đây mà giống như chuyên gia tâm lý tình yêu. Ghê thiệt. Thì định làm chị cỏ cú đó. Thôi mình đi về đi anh, mình còn phải chuyển lô hàng sau nữa đó. Ừ đi. Thôi tụi tao về nha. Ừ, mày ra kiểm hàng đi. Ừ, em đi nha. Ừ đi. Ủa, trần nhà có cái gì lạ đâu mà con trai cưng của ba nhìn hoài hổng chán vậy con? Con nhìn con thằng lằn chứ không phải trần nhà. Con thằng lằn có gì đâu mà lạ, con nhìn hoài vậy? Đây, đi, đi qua sớm Bùi Đời đời ca tài tử chơi với ba, đi con. Ừ, ba Tùng đi đi, con đang mệt lắm. Con mệt hả? Dạ. Con bệnh rồi. Con mệt là con bệnh rồi đó. Con bệnh gì? Ba đi mua thuốc cho con uống. Để nói là con không có bệnh. Có, con bệnh con mới mệt mà. Con bệnh gì nói cho ba biết, ba đi mua thuốc. Trời ơi là trời, bệnh đâu mà bệnh, bệnh đâu mà bệnh. À, dạ có nè, bệnh, bệnh nặng lắm. Ba không biết phải không? Con bệnh chán, con bệnh mặc cảm, con bệnh của mấy người vô dụng á. Ba có thuốc cho con uống không? Bệnh chán hả? Bệnh vô dụng. Ba có thuốc không? Có. Bệnh này là bệnh nặng lắm. Để ba đi kiếm thuốc đặc trị cho con uống nha. Chờ ba một chút. Trời, không biết lần nào ông mang thuốc gì cho mình uống nữa đi trời. Thôi im lặng đi, để chú Bảy phát tiền lương tháng đầu tiên đó. À, thôi bây giờ ưu tiên vào 10 trước. Dạ, cảm ơn. Bi cưng. Con cảm ơn chú Bảy. Đây là của Bay nè, tiêu xài tiết kiệm nha. Không, dạ cảm ơn ông Bảy. Ừ. Dạ cảm ơn ông Bảy.
Chào mọi người. Chào mọi người. Đây là của Út May nè. Dạ, con cảm ơn chú. Ừ. Thời gian vừa qua do mọi người mới làm việc nên là chưa quen với công việc, vì vậy tiền lương cũng chưa được nhiều lắm. Nhưng tôi tin chắc nếu ai cũng chăm chỉ làm việc, cố gắng làm việc thì tiền lương từ từ sẽ nâng cao mà. Lúc đó cuộc sống của mọi người sẽ ổn định. Mọi người cũng cố gắng nha. Dạ, dạ. Sống trên đời mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên nha người ta đưa tiền đàng hoàng tử tế đó. Con cũng vậy, vui quá ba Mười ơi. Phải rồi đó, lần đầu tiên tụi con được nhận tiền một cách lương thiện giống vậy nè. Chứ như trước kia thì tụi con chỉ toàn... Anh đang đâu vậy? Thì em đang đi ra nè. Anh nhanh đi nha, nắng quá à. Dạ. Dạ cô, cho bà già chút tiền lẻ. Không có bà ơi. Bà ơi, tụi con không có bà ơi. Dạ. Dạ em nghe nè anh. Dạ. Cái hồ sơ đó anh giải quyết giùm em xong cho chưa? Cho bà già chút tiền dạ, lẻ. Dạ em liền nha. Làm ơn dạ, làm phước. Trời đá. Em đợi chỗ cũ đó. Bà già kia. Dạ. Dạ. Cho bà vô đây xin ăn hả? Dạ. Cho bà vô đây hả? Dạ. Thôi bà đi đi. Đi giùm tôi một cái đi. Đi lẹ lên. Dạ. Dạ. Mọi người sao vậy? Sao đang vui mà chú Bảy? Mọi người sao vậy chú Bảy? Ủa, mọi người có chuyện gì mà khóc vậy? Tôi với chú Bảy làm sai chuyện gì hả? Có chuyện gì mọi người cứ nói đi, phải nói ra thì tôi mới có cách giải quyết chứ. Có chuyện gì? Chắc tiền lương ít quá cho nên mọi người không vui phải không? Tụi con không dám chê tiền lương ít hay nhiều đâu ông Bảy. Vậy sao mà mọi người lại khóc? Dạ, vì từ trước tới giờ mọi người trong xóm Bùi Đời chưa bao giờ có cơ hội được kiếm tiền lương thiện bằng chính sức lao động của mình. Đồng tiền mà họ có được phải trả bằng máu, bằng nước mắt và cả lòng tự trọng nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên cầm trên tay đồng tiền chân chính, họ xúc động quá nên khóc đó chú à. Dạ, đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi chỉ nhớ câu chuyện hồi trước đây, đã bị tổn thương và tủi thân quá, cho nên nước mắt rơi lúc nào cũng không biết nữa. Tại tụi con vui quá cũng khóc nữa không vậy? Trời ơi, tưởng đâu chuyện gì làm tôi sợ quá trời. Thôi, chuyện cũ nên bỏ qua đi. Chú Bảy nói đúng rồi đó, mọi người phải vui lên mới đúng chứ. Thôi, thôi. Không khóc nữa. Nè, thuốc đặc trị cho con cái căn bệnh chán nản á. Rồi, hai người cứ nói chuyện đi. Tôi không có nghe đâu. Anh có chuyện gì buồn vậy? Kể cho Linh nghe đi. Tôi buồn vì tôi làm không được việc ở xưởng mộc cô ơi. Anh đừng có nản lòng mà, vạn sự khởi đầu nan. Ban đầu lúc nào cũng gặp khó khăn, vấn đề là anh chỉ tìm cách thực hiện thôi, thì anh sẽ thấy mọi việc đơn giản hơn thôi mà. Cô Linh không hiểu hết những nỗi khó khăn của tôi đâu. Em hiểu chứ, anh là bạn của em mà. Em không hiểu anh thì ai hiểu anh nữa. Nhưng chẳng lẽ anh muốn em ngồi kể lể những nỗi khổ cùng anh sao? Vậy anh muốn em ở bên cạnh anh để làm gì? Sao người ta hỏi con không trả lời? Con nhỏ Bùi Đời kia, mày dậy nhanh lên chưa? Giờ này mà còn nằm chải thay ở đó, hay là cố tình kéo dài để sống trong căn nhà này hả? Giờ này mà làm sầm lên rồi, ra ngoài đi để tôi ngủ. Dậy. Mày sướng nha, chân êm nệm ấm, mày là cái gì mà tao phải chiều mày? Mày muốn gì đồ đó sao hả? Mày lì với tao hả? Về đi. Bà làm gì vậy? Làm gì hả? Sao không tự hỏi mình đi? Bà muốn gì nữa đây? Bà muốn gây sự với tôi nữa hả? Tao mà thèm gây sự với con nhỏ Bùi Đời như mày hả? Đơn giản, tao chỉ muốn mày cuốn gói ra khỏi cái nhà này. Đi nhanh lên, đi ra khỏi đây cho tao nhờ.
Tôi thích lúc nào thì tôi đi. Sao mày đuổi tôi? Tao nói ngọt, mày không nghe. Muốn thách thức tao hả? Được rồi. Sao đâu? Dạ. Cái con này nè, nó không chịu nghe lời. Xử lý nó cho tôi. Sao hả? Có chịu dọn đi hay không? Hay là đợi sáu chàng ra tay? Hả? Tôi sẽ đi, mày vừa lòng chưa? Tao sẽ lấy lại tất cả những gì tao mua cho mày. Tao không cho mày mang theo thứ gì cả. Sao? Tức giận lắm hả? Cũng phải thôi. Sung sướng một thời gian rồi, bây giờ làm sao mà chịu cực khổ được. Tao chỉ muốn mày trở lại đúng vị trí của mày thôi. Tao nói cho mày biết, hôn hồn thì biến ra khỏi đây. Đừng để tao thấy mặt mày nữa. Chỉ cần tao thấy bóng dáng của mày thì bộ mặt xinh đẹp của mày á, tao không biết sẽ ra sao đâu nha. Đi. Sáu chàng sẽ cho gương mặt của mày biến dạng, mày tin không? Không ai nhận ra khuôn mặt của mày cả, đúng không sao? Dạ, cái đó là chuyện của em. Sao? Mày định đấu với tao hả con nhóc kia? Mày chưa đủ cơ đấu với tao đâu. Còn phải học nhiều lắm đó con. Mày đừng có vội đắc thắng. Rồi có ngày á, tôi sẽ quay lại ngôi nhà này. Lúc đó người ra khỏi nhà là vợ chồng của bà đó. Ngày đó không có xa đâu, bà đợi đi. Tao đợi đó. Đi.